Ở đây đây cho mình hỏi thì mình đã có được share màn hình được không nhỉ? Ở đây Dạ thầy xem ai màn ai hình được ai là thầy ạ. người vận admin đấy? Thầy xem màn hình được thầy ạ. Vâng. Mình share màn hình nhá. Vâng. Nói chung với các bạn rằng là đây là cái năm nay là cái năm có cái bảng D1 là cái bảng mới. Bảng mới mà cái bản chất thì nó là làm phần mềm sáng tạo. Nhưng mà các bạn biết là làm nó khác cái bảng khác là các cái bảng D2, D3 là học sinh làm ở nhà sẵn sàng đến đấy chỉ việc nộp bài và các giám khảo chấm thôi. Nhưng riêng tiểu học thì có lẽ là ban tổ chức không 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 muốn làm như vậy vì là cũng sợ rằng là nó không thật trung thực, cho nên muốn là các em là tới đó trong một vòng 120 phút hay 120 phút thì chúng ta làm tại chỗ. Nhưng mà làm 100 150 phút thì không thể nào làm được phần mềm mới được, cho nên bắt buộc chúng ta phải có kiến thức trước, có chủ đề trước, và chúng ta làm sẵn một số những cái định hướng trước ở nhà, và đến đó chúng ta sẽ nhận đề bài và chúng ta sẽ làm mới, nhưng mà không phải là mới hoàn toàn mà dựa trên những cái đã có. Để cho nên cái năm nay là năm đặc biệt, là cái năm là đầu tiên mà thử nghiệm cái bảng D1 này, và cái chủ đề năm nay là chủ đề mà gọi là chủ đề là vui học tiếng Việt. Nôm na là chúng ta sẽ làm những phần mềm, những cái ứng dụng, những trò chơi mà xung quanh những chuyện là học tiếng Việt, tập học tiếng Việt. Đối tượng người dùng là ai? Đối tượng người dùng cho những phần mềm này là những bạn học sinh ở Việt Nam nhỉ, bước vào ở cái tuổi mẫu giáo hay là mộng tuổi hay là bậc tiểu học lớp 1 ấy, bắt đầu học tiếng Việt, hoặc là có thể dành cho người nước ngoài là muốn học tiếng Việt thì chúng ta cô cha có thể tham khảo những phần mềm này. Nhưng năm nay nó hoàn toàn là mới nhé, thì tôi xin phép được chia sẻ màn hình và tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những phần mà tôi muốn muốn trình bày. Đây tôi đợi một chút nhé, để tôi đấy, bây giờ tôi sẽ chia sẻ ở đây một số cái ý tưởng mà tôi muốn trình bày với các bạn ở đây nhé. Như vậy là cái nôm na là chúng ta có cái phần mềm sáng tạo, cứ nôm na là cái phần mềm đi, gọi là phần mềm đi, phần mềm gọi là tạm thời là vui học tiếng Việt nhé. Đây là chính là cái chủ đề chính của năm nay. Như vậy là mỗi một năm như vậy chúng ta có một cái chủ đề cho trước để mà chúng ta chuẩn bị trước ở nhà những cái phần mềm, những cái ứng dụng, những công cụ, những cái bộ dữ liệu để sẵn sàng chúng ta mang đến cái buổi mà chúng ta thi đó. Thì tại cái buổi thi đó thì sẽ có một cái đề chính thức, thì cái đề chính thức đó nó sẽ dựa trên cái chủ đề này và nó có những phần mới hơn, nó có phần là sáng tạo hơn và chúng ta sẽ làm. Thì tôi nói luôn nhé, như vậy là gì, như vậy là ý tưởng là như sau này. Chúng ta phải có tức là học sinh này cần có này chúng ta cần có những cái bộ dữ liệu để hỗ trợ học tiếng Việt. Tất nhiên cái bộ dữ liệu này nó rất là đa dạng, nhưng mà lát nữa tôi sẽ nhấn mạnh lại là cần có những bộ nào gọi là cơ bản nhất, còn chúng ta tha hồ chúng ta mở rộng. Chúng ta có thể có một số các sản phẩm phần mềm có sẵn rồi, chúng ta làm sẵn đi, trong thời gian từ nay cho đến khi mà thi chúng ta làm sẵn ra một số phần mềm. Với mục đích gì? Với mục đích là chúng ta làm quen với cái dạng học tiếng Việt này, chúng ta làm quen với các công cụ, làm quen với các kịch bản khác nhau, để mà lên đó chúng ta có thể dùng một phần ở những cái ứng dụng này để chúng ta dùng. Như vậy là đây là những cái mà chúng ta được quyền mang vào phòng thi, thì mang vào như nào thì lát nữa tôi sẽ nói nhé. Rồi thì hôm thi cái đề thi thì như nào, thì như sau, thì cái đề thi thì dự kiến của ban giám khảo là như này. Khi vào phòng thi nhé, thì các bạn sẽ có một thời gian khoảng, tôi không chính xác lắm, tôi sẽ bàn sau, trong khoảng thời gian khoảng là 10 15 phút gì đó, chúng ta được quyền vào mạng internet, chúng ta tải về để chúng ta tải về những cái này, tải về máy tính của mình một số cái đã có sẵn. Sau 15 phút thì sẽ khóa internet lại và chúng ta bắt đầu làm bài. Lúc bây giờ mới phát đề thi. Thì cái đề thi này nó là một cái đề thi, nó chẳng qua nó là một cái yêu cầu
một yêu cầu cụ thể, yêu cầu cụ thể làm phần mềm, sáng tạo theo cái chủ đề, có sẵn. Cụ thể chúng ta đây chính là chủ đề là vui học tiếng Việt nhé. Đấy. Thì yêu cầu cụ thể này thì nó gồm bao giờ, nó gồm hai phần là chú ý nhé. Phần thứ nhất ấy, là cái yêu cầu cứng, yêu cầu cố định, tức là sẽ ra một cái yêu cầu mà chúng ta sẽ phải làm, bắt buộc phải làm giống hệt nhau cho tất cả mọi người. Đấy. Thì yêu cầu cố định này thông thường là nó sẽ dựa trên một phần những cái chúng ta có sẵn. Đấy. Thì cái phần có sẵn này là phần mà lát nữa tôi sẽ trình bày kỹ hơn, chúng ta sẽ có thể chuẩn bị trước ở nhà. Và cái thứ hai rất quan trọng, thứ hai là cái yêu cầu sáng tạo, là nó yêu cầu mở và sáng tạo. Và cái phần này là phần rất quan trọng, phần này là phần các bạn sẽ được quyền sáng tạo theo ý riêng của mình và chúng ta có thể mở rộng, chúng ta làm theo ý riêng của mình. Như vậy là trong cái đề thi bao giờ nôm na cái đề thi mà liên quan đến đến sản phẩm phần mềm, cụ thể là với bảng cái một này là nó có hai phần đó, phần yêu cầu cứng bắt buộc phải làm phải theo đúng phần A B C D E gì đó, và phần thứ hai là cái phần mở rộng, tức là cái đề bài nó không rõ ràng. Ví dụ đề bài là hãy làm một, ví dụ đề bài là hãy lên viết, hãy hãy mở rộng để làm các cái, mở rộng để làm những cái cái trò chơi hay là những cái gì làm thêm gì đó để cho nó hỗ trợ. Hai phần này là có quan trọng, là có cái yêu cầu là có cái phần điểm là như nhau nhé. Ví dụ phần này tôi lấy phần này là 5 điểm, phần này là 5 điểm, lấy ví dụ như vậy nhé. Nhưng mà yêu cầu của sáng tạo là rất quan trọng. Đấy thì như vậy nó là cái tư tưởng chính của cái bảng nên mà chúng ta nhé. Đây là năm nay là cái bảng mới tinh, là cái bảng này đầu tiên chúng ta làm và cũng là để rút kinh nghiệm cho những các cái lần sau. Thì bây giờ nói sang một chút sang phần tiếp theo, tôi trình bày sang phần chút là như vậy là chúng ta có làm gì thì làm thì vẫn phải xung quanh cái vui học tiếng Việt. Thì cái phần mềm mà vui học tiếng Việt thì chúng ta chú ý cái gì nhé? Đích của chúng ta là chủ đề của chúng ta là vui học tiếng Việt. Vui học tiếng Việt. Thì tất nhiên rồi, cái mà nó là nó phần mềm giáo dục, mà đã giáo dục ấy thì nó là phải cái phần mềm dạng là học dạy hay là phổ biến kiến thức, mà đây kiến thức của chúng ta đây chính là kiến thức là tiếng Việt. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý là cái kiến thức chính mà chúng ta muốn mà nó nằm ở trong cái lõi của phần mềm chúng ta phải làm ấy, kiến thức của chúng ta chính là tiếng Việt nhé. Tiếng Việt mà mang tiếng, mà đã có cái tên gọi là phần mềm sáng tạo đấy hay là phần mềm giáo dục ấy, thì phần kiến thức này là phải gì, là yêu cầu là phải là chính xác. Chúng ta không thể làm ra cái phần mềm sản phẩm mà là nó bị sai về một kiến thức. Chúng ta chú ý nhé, cho nên các bạn học sinh chú ý, là các thầy giáo chú ý, các thầy cô mà hướng dẫn ấy là chú ý là các thầy cô là phải bám sát cái này để là các em học sinh làm ấy là không được sai về mặt kiến thức tiếng Việt. Nghe nói tiếng Việt thì ai nghĩ anh nghĩ là nó dễ dàng đúng không? Nghĩ là nó quá đơn giản, không có gì đâu mà phải và kiến mới trả thức. Nhưng mà rất quan trọng các bạn ạ, quan trọng lắm đấy nhé. Rất nhiều người là hiểu sai, không đúng cái tiếng Việt, không đúng cái mà tiếng Việt đang dạy hiện nay ở trường tiểu học lớp 1, lớp 2. Phần lớn các bạn học sinh mà đã làm đây, học sinh đều là lớp 4, lớp 5 cả. Các em đã từng học qua tiếng Việt rồi nhưng các em không để ý, như không để ý đâu. Và chúng ta cũng quên mất đi, không để ý lại. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải làm lại những phần mềm mà liên quan đến tiếng Việt, thì chúng ta phải làm sao cho thật chính xác. Như vậy cái phần này là phần quan rất quan trọng là phải chính xác. Như vậy là một trong cái được quy được cái đầu đầu tiên nhé. Thì hôm nay là tôi muốn trước khi mà chúng ta thảo luận tiếp, tôi nói luôn nhé, vì chúng ta chỉ có một buổi hôm nay thôi. Hôm nay là cái buổi mà có là chúng ta không đủ thời gian để tôi trình bày tất cả mọi thứ đâu. Tôi sẽ chỉ trình bày kỹ hơn về thế nào là một phần mềm học tiếng Việt chính xác. Còn cụ thể hơn các cái dạng bài ra làm sao, rồi chúng ta có thể làm một số cái bài mẫu ra làm sao, chương trình ra làm sao, thì chúng ta đã có cái nhóm Zalo đấy. Thì chúng ta sẽ họp nhau, chúng ta sẽ bàn nhau ở trong cái nhóm Zalo đó. Thì các bạn có thể trao đổi cùng với tôi sẽ hỗ trợ các bạn sẽ làm thử, chúng ta sẽ làm thử xem như thế nào. Nhưng quan trọng nhất hôm nay tôi muốn nhấn mạnh lại là hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn một chút về khái niệm về cái tiếng Việt
để chúng ta hiểu chính xác, và dựa trên cái chính xác đó chúng ta mới làm được ra cái sản phẩm nó mới chính xác, chứ đừng để hiện tượng là như vậy thì bắt học rất khó chấm này. Các em làm rất là hay, rất là đẹp, rất là chỉn chu, chuẩn xác về mặt lập trình, nhưng mà kiến thức là sai thì lại không được. À, chúng ta chú ý nhé, chỗ này là chỗ mà chỗ này tôi phải nhấn mạnh trước luôn để chúng ta thấy rõ. Trong những cuộc thi khác ấy, trong những cuộc thi vui hay là cái thuộc thi thì có thể người ta châm chước cái chuyện kiến thức này, và chúng ta chỉ quan tâm đến cái sáng tạo, quan tâm đến cái giao diện, quan tâm đến cái độ độ lớn của cái khối lượng kiến thức mà chúng ta muốn truyền đạt. Đó là trường là phần mềm hoàn chỉnh. Còn ở đây là chúng ta chỉ làm một phần mềm trong 120 phút thôi, nó nhấn mạnh cái chuyện là phải là chính xác và phải có những đột phá, cái sáng tạo về mặt giao diện, về mặt ý tưởng. Còn vì chúng ta ít thời gian cho nên ban giám khảo sẽ không nhấn mạnh đến cái chuyện là sự hoàn thiện của sản phẩm, sẽ không nhấn mạnh lắm vì chúng ta ít thời gian quá. Không nhấn mạnh đến cái chuyện là sự đồ sộ của kiến thức cũng không nhấn mạnh quá. Không nhấn mạnh quá đến cái chuyện là giao diện thật phải chỉn chu cũng không nhấn mạnh quá, mà chỉ nhấn mạnh đến cái chuyện là nó phải là chính xác, nó phải có ý tưởng, nó phải là sáng tạo và nó là độc đáo và nó hay. Đó là những cái điều mà muốn nói nhé. Thì bây giờ tôi sẽ nói nhanh với các thầy, với các bạn để và các người khác để chúng ta có hình dung được như vậy. Thật ra nó không khó đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ hiểu thế nào là chính xác. Thì tôi xin phép được trình bày luôn nhé. Thế về nói về tiếng Việt ấy, thì chúng ta cần chú ý sau đây này. Thật ra cũng không phải là không phải quá khó đâu, nhưng mà nhiều quá chúng ta không để ý thôi. Không để ý cho nên là thậm chí vừa rồi thấy là ở trên mạng ấy, trên mạng rất nhiều các cái bài viết mà liên quan là phê phán sách giáo khoa tiếng Việt ấy. Không đúng một tí nào luôn. Phê phán cách mà chúng ta học tiếng Việt. Thật ra một số người phê phán là họ không hiểu bản chất của cái kiến thức mà tiếng Việt dạy trong nhà trường như thế nào, cho nên họ không để ý, cho nên họ cứ nghe thấy là lạ tai là họ phê phán, nhưng vậy không đúng. Điều tôi muốn là cùng các bạn chúng ta chính xác nhé. Như vậy là chúng ta có một số khái niệm sau đây này. Cái khái niệm thứ nhất chúng ta cần phải biết nhé. Theo tôi thì tôi sẽ lấy ra đây một số những cái khái niệm, những cái định nghĩa, và có những cái thì theo tôi là bắt buộc phải biết, bắt buộc phải có trong một chương trình của chúng ta. Còn có những cái thì là không bắt buộc vì nó hơi quá phức tạp thì ta chỉ cần biết thôi, mà cho vào được sản phẩm thì càng tốt, không cho được cũng không sao. Nhưng mà có những cái là theo tôi là bắt buộc. Thì cái số 1 đầu tiên muốn nói, cái bắt buộc đầu tiên cũng là cái bắt buộc này là kiến thức bắt buộc. Tôi sẽ khoanh bằng dấu tròn nhé. Đó là cái bảng chữ cái tiếng Việt, cái này bắt buộc phải có nhé. Như vậy cái bảng chữ cái tiếng Việt là một trong những kiến thức mà bắt buộc phải đúng, phải chính xác. Bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Đã học, chúng ta học tiếng Anh thì bài học đầu tiên là học bảng chữ cái tiếng Anh đúng không nào? Bài học tiếng Việt thì đầu tiên là bảng chữ cái tiếng Việt đã, chúng ta chú ý nhé. Thì chúng ta nói lại là bảng chữ cái tiếng Việt sẽ gồm như sau, sẽ gồm là có 29 chữ cái, chúng ta chú ý nhé, chính xác hoàn toàn không được sai nhé, 29 chữ cái. Đấy. Và theo thứ sau đây này là A này, đúng không? Là Á này, Ớ này, tôi ghi ra đây cho các bạn nhé. B này, C này, D này, D này, E này, E này, đúng không? G này, sai ta ra như sau nhé, H này, I này, đúng không? K này, L này, M này, N này, M L F, xin lỗi, L M N, đúng không? O này, O này, O này, Ơ này, P này, Q này, R này, S này, T này, U này, Ư này, V này, và X, Y. Đếm thử nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Như vậy là 29 chữ cái, các bạn chú ý nhé, 29 chữ cái rất là chính xác. Như vậy đây là kiến thức mà bắt buộc. Tiếp theo chúng ta chú ý là chúng ta cần phải đọc được, phát âm được cái chữ cái này. Thầy cô chú ý nhé, các bạn chú ý các bạn này. Thì về âm thanh ấy,
đã là phần mềm phải phải có âm thanh chứ không thể nào, tức là một mặt ta phải có cái chữ này, có hình ảnh chữ là phải có nhé, cái ảnh chữ. Tiếp theo là cái gọi là cái phát âm hay là cái âm thanh của cái chữ cái này. Vì thế chúng ta có, bạn chú ý nhé, có hai cách đọc chữ cái. Cái này tôi với bạn luôn nhé, hai cách đọc đọc các chữ cái nhé, chữ cái tiếng Việt nhé. Cách thứ nhất là cách đọc, nó gọi là cách đọc phiên âm nhé. Đây là cách đọc mà dạy cho học sinh tiểu học, học sinh lớp 1 bây giờ đấy. Đọc theo phiên âm, tức là chúng ta đọc lên để chúng ta đánh phát âm cho nó dễ đấy, để đánh vần cho nó dễ. Đọc theo phát âm nhé. Phát âm. Thì đa số là trong suốt cả cái năm lớp 1 ấy là học sinh được và cuối của bộ giáo, học sinh học theo cách phát âm này. Thì đọc như sau, đọc là a á ớ bờ cờ giờ đờ là e e g h i là k l m n o o e p q r s t u u v s i. Đó là cách đọc theo phiên âm, phát âm nhé. Còn cách thứ hai là cách đọc theo tên, các bạn chú ý nhé, theo tên chính thức. Tên là khác nhé, còn đọc phát âm là khác nhé. Tên chính thức là khi chúng ta có bảng chữ cái, chúng ta đưa ra cho người, cho chính thức, cho người lớn ấy, hay là cho người nước ngoài, thì chúng ta sẽ có cái tên chính thức. Thì tên chính thức này đọc như sau, đọc, hai cái đọc khác nhau nhé, bạn chú ý nhé, hai cái này khác nhau. Đây là chỗ mà trong năm ngoái năm kia mà khi ra cái bộ sách giáo khoa mới là nhiều bố mẹ học sinh không hiểu gì cả, lập tức là đưa lên mạng là nói không ra gì cả, cái bộ sách nó là sách dạy sai. Ai đọc là a bờ cờ phải đọc là abc chứ nhé. Đọc tên chính thức này là a á ở b c d d e g h i k l m n o e o o e p q r s t u u v x x. Và cái chữ y này thì là đọc tính chất nó là y dài. Như vậy là phát âm, đọc theo phát âm thì là khác, đọc theo tên chính thức là khác, các bạn chú ý nhé. Thì cái bắt buộc là phải làm bài cái này, phải theo cái này nhé, là bắt buộc. Còn cái này thì có thể không, nhưng mà cái này là bắt buộc, là phải đọc theo cái phát âm. Khi mà chúng ta bắt đầu học một cái ngôn ngữ thì bao giờ phải đọc theo phát âm, sau đó thì từ phát âm đó thì ta mới đọc nó mới dễ, được chưa? Như vậy là đó là cái bảng chữ cái tiếng Việt rất quan trọng nhé. Đấy, thì theo tôi cái bộ dữ liệu này là cái bộ nó phải có. Tôi lấy ví dụ này, bây giờ tôi bật cho bạn xem. Đây là một cái chương trình mà tôi đã làm có sẵn ra một cái bộ dữ liệu đặt tên là VN Alphabet, cái bộ chữ cái tiếng Việt, nhưng mà đây là bộ chữ cái hoa này, tôi cho bạn xem nhé. Thì nó gồm có các chữ cái này, đây là chữ A này, A này đúng không? Á này, ớ này. Tổng cộng của chúng ta là có là 29 chữ cái, thấy không nào? Đây, 29 chữ cái. Và cái bộ này, đây là hình ảnh, đây là ảnh các cái chữ cái nhé. Và cạnh đó là nó có cái bộ âm thanh tướng. Đây. Âm thanh này chính là cái bộ âm thanh mà theo phát âm. Đây là a. Đấy. A. B. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ âm thanh không nhé? Như vậy đây là cái bộ âm thanh phát theo phát âm. Ngoài ra thì chúng ta có một cái bộ nữa là một cái list mô tả tên các cái chữ cái từ 1 cho đến là 29. Được chưa? Như vậy là một cái bộ dữ liệu mà tối thiểu, thế theo luôn là tối thiểu, nhưng thật ra còn thiếu nữa là một cái bộ, đây là cái bộ chữ 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 cái tiếng Việt viết hoa, còn một cái bộ nữa là bộ chữ cái tiếng Việt viết thường nữa, cũng phải có hai bộ thì mới đúng. Vì khi chúng ta làm quen với cả chữ cái in thường, viết thường, và cả chữ cái viết hoa nữa thì mới trọn vẹn, được chưa? Đó, thì như vậy là gì, như vậy là một cái bộ dữ liệu bằng chữ cái tiếng Việt sẽ bao gồm như sau. Một cái bộ dữ liệu đầu vào, một cái dữ liệu ban đầu, một cái dữ liệu bảng chữ cái tiếng Việt, bảng chữ cái nhé.
tiếng Việt gốc gồm như sau này. Gồm là thứ nhất ấy, là dãy các hình ảnh. Dãy các cái hình ảnh. Dãy cái hình ảnh, chữ cái. Để nhìn to trên màn hình. Chữ bản thân các bạn thấy biết là cái scratch ấy là nó cái chữ nó bé lắm, nó không không viết được. Để chúng ta nè, chúng ta thử để cho các bạn xem, chúng ta tạo một cái biến nhá. Đây, một cái biến nhá. Một cái biến ví dụ là CH chẳng hạn. Xong tôi nhập vào đây nhé, tôi lấy ví dụ tôi CH đây nhé, tôi cho bạn xem để cho bạn được hình dung thôi. Đây CH đây nhé, tôi nhập CH đây bằng chữ đây, bằng chữ Hà Nội đây, nhé. Đấy thì chúng ta có được to, mấy chữ to nó chỉ thế này thì nó chỉ này là hết này. Đấy. Nhưng mà tôi muốn cái chữ to hẳn ra cơ, cái chữ to trên màn hình là chữ Hà Nội to như này thì không viết được. Đấy, cho nên là bắt buộc phải có cái hình ảnh. Hình ảnh thì chúng ta mới khép lại để thành một cái chữ to tiếng, thì để học tiếng Việt cho người nước ngoài hay là người Việt Nam thì cần phải có cái bộ hình ảnh đó nhé. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là chúng ta cần có cái gì? Cần có các cái bộ âm thanh phát âm. Cái bộ hay là cái dãy, bộ hay là cái dãy các cái âm thanh. Âm thanh này là âm thanh phát âm nhé. Phát âm tương ứng. Và tất nhiên thứ ba nữa là cái một cái dãy hay là một cái list. List của các cái list các chữ cái theo để chúng ta lập trình được đấy. Vấn đề này lập trình. Đấy, thì đây nó là một cái, nó gọi là một cái bộ dữ liệu gốc. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Được chưa nào? Thì theo tôi cái đây là với cái tiếng học tiếng Việt này thì cái bộ này này là cái bộ là theo tôi là bắt buộc phải có. Thì cái bộ này lát nữa tôi sẽ gửi lên nhóm, các bạn có thể tải về, các bạn tra cứu, các bạn dùng nó để các bạn làm việc với cái phần mềm của mình. Nhưng mà cái bộ này thì chưa đủ nhé. Cái bộ này nó rất là đơn giản. Cái bộ này chỉ là biết cái bộ này chưa đủ học tiếng Việt đâu các bạn ạ, chưa đủ nhé. Như vậy là muốn học tiếng Việt ý, thì nhưng mà cái bộ này là bộ bắt buộc. Còn các bộ sau, các cái bộ dữ liệu sau hay là các kiến thức sau thì là theo tôi là không bắt buộc. Nhưng mà chúng ta, bạn nào mà muốn biết thì nên biết và nên tìm hiểu. Thì nó luôn cái bộ số 2 nhé. Cái bộ số 2 không bắt buộc nhé. Vì sao cái bộ 1 không đủ? Vì tiếng Việt nó còn có cái dấu nữa. Ví dụ là chữ A. Chữ A đây thì là một chữ A, ta còn có là A này, rồi là A, rồi là A, rồi A. Như vậy nó rất nhiều nữa chứ không phải chỉ có, chúng ta có 5 cái dấu, cộng thêm dấu không dấu nữa là thành 6 dấu, gọi là 6 cái dấu thanh. Nhé. Như vậy là rất phức tạp. Như vậy là chúng ta phải có thêm kiến thức nữa là cái bộ gì? Là bộ các cái chữ hay các ký tự tiếng Việt, các ký tự thuần Việt. Cái bộ này thì nên, hay là có thể dùng hỏi đây là hiểu đây là cái bộ chữ cái tiếng Việt mở rộng. Cho hiểu như là cái bộ chữ cái tiếng Việt mở rộng. Bộ này là bộ nào? Cái bộ này chính là cái bộ ở trên. Nhưng mà chúng ta bổ sung vào đấy những cái vần có dấu như là à vân vân, như vậy là rất nhiều nhé. Chúng ta bổ sung rất nhiều và thực tế chúng ta đúng là như vậy. Ví dụ chúng ta bổ sung với A này, chúng ta sẽ bổ sung thêm là à với ớ nhé, với á thì chúng ta có này, á này, huyền này, sắc này, hỏi này, ngã này, nặng này. Đấy, làm như vậy với tất cả, với ớ này, với ớ này, với e này, với ê này, với o này, với ơ này, với u này, với ư này, o này, ô nữa, rất là nhiều nhé. Như vậy là với cái bộ chữ cái tiếng thuần Việt mà tôi gọi tạm thời gọi là cái bộ chữ cái tiếng Việt mở rộng đi, thì nó có bao nhiêu chữ tất cả nào? Cái bộ này người ta chứng minh rằng cái bộ này là nó tất cả có là 89 ký tự nhé. 89 ký tự rất quan trọng. Đây là các ký tự thuần Việt nhé. 89 ký tự. Đấy. Thì cái bộ này tôi gọi là VN cha đi. Đấy, ký hiệu VN cha. Thì cũng vậy, cái VN cha nó có hai loại. Một là VN cha là gồm toàn chữ in hoa và hai là gồm toàn chữ in thường.
Như quả thế, như vậy là cùng là chữ ớ này, chữ á thế này, hoặc thế này, hoặc là á này. Đấy, như vậy nó đều có hai phương án cả. Đây chữ thường, đây là chữ in hoa. Chữ thường chỉ viết hoa, thì bộ này cũng vậy. Như vậy ta có hai cái từ, là hai cái bộ là VN, VN cha, gọi là tiêu là TH ý, là thường, và VN cha, và đây là hoa, kiểu như này nhé. Đó thì mỗi cái bộ này là gì, mỗi cái bộ này là 89, 89 cái em, cái bộ này gồm có 89 ký tự, 89 ký tự, và kèm theo nó là 89 cái âm thanh, cái âm thanh để mà phát âm, âm thanh phát âm nhé, phát âm các cái tự này. Bạn thấy không nào, nhưng mà nó phức tạp đúng không nào, phần này là phức tạp hơn đấy. Thì như vậy là có, chúng ta nhớ là cái bảng chữ cái gốc là 29 ký tự cộng thêm một loạt những cái nguyên âm, ta phải cộng thêm một đến 5 cái ký tự về dấu nữa, e e ế đúng không? E, như vậy thêm vào thì tổng cộng nó có 89 cái âm thanh. Tuy nhiên trong 89 này không phải là đủ hết mà thiếu, cái này nó thêm một chút nhé. Riêng cái tự á và cái tự ớ thì không có âm thanh, vì cái tự đặc biệt này, hai cái tự này nó không thể đọc được, không có âm thanh cho những cái vần. Ví dụ như ta đây là á thì không đọc được, cái rất khó đọc cái này, đi không đọc được, không đọc được nhé. Đây này, huyền sắc hỏi ngã, các cái từ này là không đọc nhá, không đọc được vì không, rất khó đọc. Nhưng mà với từ, với âm vần là có. Ví dụ tôi viết là chữ nằm chẳng hạn, chữ nằm đấy, chữ nằm có phải là đây là chữ nằm, là có cái từ này không, có từ này, có từ là á lưu huyền, nhưng mà cái từ nằm là có nhé. Từ nằm là n này đấy, nó gồm có ba ba chữ cái, một chữ n là một chữ, chữ á huyền và chữ m, thì cái từ này vẫn đọc bình thường là nằm, nhưng mà cái riêng cái từ này không có nhé. Đấy, như vậy là ta có nhé. Như vậy là với ớ nhé, ớ tương tự như vậy, ớ cũng tương tự như vậy với ớ nhé, thì các cái từ này là không có không không, mặc dù là nó có chữ cái tiếng Việt nhưng mà nó không có. Huyền huyền sắc hỏi ngã nặng, ngã nặng. Như vậy là có 10, ở đây là có 10 cái âm thanh. Như vậy thực chất ra trong 89 âm thanh như này, nó chỉ có 79 là chính thức, là có 79 âm thanh thực sự, và trừ đi 10 cái này, 10 cái này không có nhé. Như vậy chúng ta có cái bộ bộ dữ liệu gồm có là 89 ký tự và 79 âm thanh. Đấy, thì tương tự như chúng ta phải có cách đọc thôi, cách đọc cho người nước ngoài họ hiểu. À như vậy đây là một chỗ mà rất là sâu sắc của tiếng Việt. Nước ngoài không như vậy, ở đối với nước ngoài nhé, ở nước ngoài nó không như vậy. Ở nước ngoài một cái chữ A chẳng hạn, ở nước ngoài ví dụ với tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Nga, chữ A này tôi viết là A, tôi đọc là A, tôi đọc là Á, tôi đọc là Ả, tôi đọc là A, thì nó vẫn là chữ A. Tiếng Việt thì không, mà thấy nó rất là đặc biệt. Đây là một chỗ rất là âm thanh, cái dấu dấu sắc huyền hỏi ngã nặng của tiếng Việt làm cho tiếng Việt rất là khác biệt so với tất cả các ngôn ngữ khác. Đây là phần rất là hay và rất là sâu sắc. Thì cái kiến thức của cái phần 2 này, cái bảng số 2 này thì không thật là cần thiết lắm, không không phải là bắt buộc, nhưng mà nếu mà có được thì rất là hay. Cái hay của này là chỗ này này, cái hay của cái bảng số 2 này là rất quan trọng. Cái bảng số 2 này là tôi gọi là bảng số 2 là bảng các cái tiếng Việt mở rộng nhé, là như này này. Cái thứ hay là như sau này, là cái hay của cái bảng số 2 này là từ cái bảng 2 này chúng ta có thể là mọi từ tiếng Việt, mọi cái từ tiếng Việt bất kỳ nhé, cũng sẽ bằng làm ghi là bằng ghép nối, chỉ là bằng ghép nối các ký tự từ cái bảng trên, từ cái bảng tôi gọi là VN cha đi, VN cha. Tất nhiên là phải thêm vào các cái tự, là cái tự dấu cách nhé. Vì tôi viết là Hà Nội như này nhé, Hà này, Nội này. Đấy, thì nó sẽ gồm gì, nó sẽ gồm có là đầu tiên là chữ H này đúng không nào, cộng với cái chữ tiếp theo là cái chữ A huyền, à cộng thêm tiếp theo là cái dấu cách, xong cộng thêm tiếp theo là cái chữ N,
xong cộng thêm tiếp theo là cái chữ ô, ộ, chữ ộ này. Đấy. Và cộng thêm tiếp theo là chữ cuối cùng là chữ y. Đấy. Thế không nào? Như vậy là mọi cái từ tiếng Việt chúng ta đều suy được là ghép của các cái ký tự nằm trong cái nhóm VNCHA. Như vậy cái VNCHA này, khi biết được cái VNCHA này thì chúng ta có thể viết được mọi chữ cái tiếng Việt, mọi từ tiếng Việt. Thế thì VNCHA phải cộng thêm cái dấu cách nữa. Dấu cách nữa. Được chưa? Đấy, như vậy cái ý nghĩa của này rất là hay đấy. Cái, những cái phần này nó hơi cao một chút, hơi sâu một chút. Nếu mà nếu các bạn mà làm được những phần mềm mà liên quan cái này nữa thì rất là hay. Ở đây tôi luôn một tí là các bạn có thể tìm mua cái cuốn sách mà tôi viết rất đơn giản để tôi tìm cho các bạn cái cuốn sách đó. Cuốn sách có tên là Thiết kế phần mềm giáo dục tiếng Việt 1 ý. Để tôi tìm cho các bạn cái, để tôi nghĩ ra tìm cho các bạn thì các bạn có thể tìm cuốn này. Tôi có viết rất là ngắn gọn, nhưng có một số phần mềm liên quan tiếng Việt cho nó có sẵn cả cái bộ liên quan đến cái bộ mà nó liên quan đến cái nó mà cái bộ nó liên quan đến cái gì, nó liên quan đến cái các bạn đợi tôi một chút để tôi tìm cái cuốn sách đó cho bạn xem thôi, không có gì đâu. Tôi một tí tẹo này nhé. Tôi đây nha. Cái cuốn này nó rất mỏng, nó có và này cho bạn xem cái hình ảnh của nó nhé. Đây đây phần mềm này, đây cái này nhé, nó chỉ có nó phần mềm nó rất là cái sách nó rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà nó có ở trong này, nó có một số các cái phần mềm mà liên quan học tiếng Việt, các bạn có được tham khảo. Trong này nó có đủ cái bộ cả những cái bộ dữ liệu VNCHA nó có đấy, VNCHA nó có đủ đấy. Được chưa? Đấy, như vậy đó là cái bảng số liệu thứ hai nhé. Thì đây là cái bảng số 2. Cái bảng số 2 là cái bảng cũng cái dữ liệu bộ là bộ 2 là bộ quan trọng. Cái bộ thứ 3 mới là bộ quan trọng nhất nhé. Cái bộ thứ 3 là cái bộ mà liên quan đến cách mà chúng ta ghép nối cái âm để thành cái từ tiếng Việt. Thì trong cái bộ thứ 3 tôi chia làm 2. Cái bộ số 3 này tôi gọi là mà trong tiếng Việt ta chia làm hai loại về các cái từ ấy, thì ta chia làm hai loại. Một là cái bộ dữ liệu nó gọi là âm đầu, và nó luôn như bộ thứ tư là cái bộ dữ liệu là âm vần. Thì đây là hai cái bộ dữ liệu lớn nhất mà các bạn học sinh học lớp 1 ấy, thì học suốt cả một năm lớp 1, học trong toàn bộ lớp 1 là học các cái âm đầu âm vần này nhé, âm vần này học một năm mới xong đấy nhé, mà còn được học lại lên lớp 2, lớp 3 còn ôn lại nữa thì biết được cái bộ này là coi như biết học toàn tiếng Việt. Âm vần như vậy chúng ta có hai cái từ là âm đầu và âm vần. Thế là cái gì đây, để tôi muốn nói cho các bạn xem nhé. Đây, khi mà tiếng Việt của chúng ta là tiếng Việt chúng ta là các cái âm thanh đơn mà, đúng không? Ví dụ là như tôi lấy ví dụ như là như này nhé, chữ hà chẳng hạn là một cái chữ này, chữ thứ hai là chữ ăn chẳng hạn, nó là một cái chữ, thứ ba là chữ bát chẳng hạn, hay là chữ bánh chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ vài từ nhé. Đấy, đây là các cái từ đơn, thì mỗi từ đơn này nó sẽ gộp của hai phần, một phần là âm đầu, một phần là âm vần. Chữ hà tách ra chữ hát chính là âm đầu, cái vần a này là cái a này là âm vần, hát là âm đầu, chữ ăn này là âm vần, âm là âm vần, còn không âm đầu, âm đầu là rỗng nhé. Chữ bát này chia làm hai là chữ b là âm đầu và cái át là gì, là âm vần. Chữ bánh chia làm hai phần, b là âm đầu và âm vần là ánh. Đấy. Nhưng thì trong hai cái bộ này, cái bộ này thì dễ hơn nhé. Bộ này, nhưng mà tôi nó nhanh cho bạn xem đây. Cái này để nếu có điều kiện chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần 3 này thì cái phần 3 4 này là cái phần mà nâng cao hơn rất hẳn, mà không theo tôi thì các bạn chỉ biết thôi, các bạn không cần. Theo tôi thì các bạn năm nay này các bạn tập trung cho tôi vào cái bộ 1 trước. Cái bộ 1 là cái bộ chữ cái. Và nếu có thời gian chúng ta làm thêm cái bộ thứ hai này. Thì hai cái bộ này là các bạn có thể tìm ở trong cái cuốn sách này là có đủ nhé.
Còn sang cái bộ 3, 4 là khó khăn nhiều. Thì để năm sau hay để thế nào đó, để tương lai chúng ta sẽ làm. Còn tất nhiên nếu bạn nào mà trường nào, mà giáo viên nào mà có khả năng thì chúng ta có thể làm thêm cả hai cái nữa thì càng tốt. Nhưng mà hai cái này theo tôi là khó nhé. Thì nó nhanh một tí nhé. Thì đầu tiên là cái bộ âm đầu. Mà nhé, là cái bộ dữ liệu âm đầu là cái gì? Là cái bộ dữ liệu âm đầu nhé. Âm đầu là cái gì? Nó là cái bộ dữ liệu mà thường để là phần đầu tiên của các cái từ tiếng Việt. Thì cái bộ âm đầu là gồm có cái gì? Cái bộ âm đầu này là nó có như sau này. Cái bộ âm đầu này theo đây tôi đã viết đây để tôi tra cứu. Cái bộ âm đầu này nó có tất cả là 28 âm đầu ở Việt Nam. Việt Nam mình có 28 cái âm đầu nhé. Đấy. Đây là cái cũng rất là hay luôn đấy. Để tôi liệt kê cho các bạn xem cái âm đầu này nhá. Nó là cái gì nào? Nó là cái này đây. Liệt kê cho các bạn xem vậy nó cũng để các bạn nhìn rõ. Thì cái âm đầu âm vần này là hai cái, đây là hai cái mà để tạo nên các cái từ, có thể từ đơn, có thể là cái từ ghép đôi, ví dụ như cái từ như là ăn bánh, hay cái từ là quả cam, hay cái từ là đi làm, vân vân, là hai cái từ nó ghép lại với nhau, nó hai âm, hai cái âm thôi, hai cái từ đơn thôi nhé. Thì mỗi từ đơn như vậy gồm có là phần âm đầu và phần âm vần. Âm đầu có thể không có, ví dụ từ ăn này không có này. Có cái âm đầu chữ hà, chữ à, chữ bát, chữ đánh, là bánh là có hết nhé. Đây. Thì âm đầu gồm có là 28 như sau, 28 cái tự như sau. 28 cái âm đầu của tiếng Việt là gồm có là bờ này, cờ này, đúng không nào? Chờ, CH là thành cái chờ nhé. D này, ZD là đờ này, đúng không nào? G này, tôi ghi phải ghi ra tờ giấy, tôi ghi sẵn giấy rồi. Chữ G thì nó có hai cái, là một là ghế, đây là ghế, GH nhé. Đấy. Ngoài ra là cái chữ G này cũng được coi là một âm đầu. Đọc là G nhé. Đấy. Rồi là tiếp theo là H hay là H này. H này, rồi là K này, nhớ. Rồi là K với H đọc thành khờ này. Đấy. Ở Việt Nam có cái âm gọi là âm đầu ghép của hai chữ cái. Cái này đặc biệt lắm, cái này Việt Nam mình làm là bắt chước, là vì chúng ta là tiếng Latin mà. Nó là kế thừa của tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha đấy, nó là cái là hay có cái từ ghép như thế này. Rồi tiếp theo là cái từ L này, M này, N này, N thì có thêm là NH là nhờ này, đúng không nào? Rồi tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nó là rất với N rất nhiều, là có, đúng không? Đó, ngờ ngờ này, đấy, ngờ hai chữ ngờ. Chữ NGH đi với nguyên âm là E và I, còn cái chữ NG0 này thì là ngờ đi theo các phần khác là O A. Đấy, đúng không nào? Tiếp theo là P này, F này, đúng không nào? Q này, cái từ Q này ít khi dùng lắm, từ Q này ít khi dùng, nhưng mà hay là đi với U, chữ chữ Q và chữ U gộp lại thành cái vần gọi là vần cùa. Vần cùa thì có học nhá. Tất cả ở Việt Nam mình khi phân tích cái từ quay chẳng hạn, thì cái vần đầu là âm đầu là cùa nhé, còn cái âm sau là cái âm vần, cái vần của nó là ai nhé, đó cùa nhé. Đấy. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là R, là S, tờ. Cái tờ nó có rất nhiều tờ, có tờ H đọc là thờ đúng không? Rồi tiếp theo là T là đọc là chờ, chờ nặng. Đấy. Tiếp theo là V và tiếp theo là X, sở. Thì như vậy chỗ này là 28, là 28 cái âm đầu rất quan trọng. Thì phải có cái bộ dữ liệu gồm có cái âm đầu này và cái âm thanh kèm theo. Cái bộ này có đủ 28 âm thanh kèm theo nữa. Cách viết cho nó và đủ 28 âm thanh. Đây là cái bộ dữ liệu cũng rất là quan trọng. Nó là một cái phần rất quan trọng để tạo nên các cái từ tiếng Việt nhé. Rồi tiếp theo nữa là cái bộ thứ tư, là bộ phức tạp nhất. Bộ thứ tư là cái bộ âm vần, gọi là bộ âm vần tiếng Việt nhé. Bộ âm vần tiếng Việt. Cái bộ này là gì? Bộ này chính là tất cả các cái vần tiếng Việt mà học sinh cần phải học để ghép với các cái âm đầu này để tạo thành các cái từ tiếng Việt. Đấy, thì nó nhiều lắm. Mà thân các chữ cái nó là bản thân các chữ cái nó là a, là bản thân nó là các cái âm vần đây nhé. Đồng thời là an này, đúng không nào? Rồi là át này nhé, rồi là ai này, rồi là ai này, rồi là
ai này nhiều lắm, nhiều lắm nhé, rất nhiều. Và cái phần này là học suốt trong toàn bộ lớp 1 và phần đầu của lớp 2. Ở Việt Nam người ta không tính toán chính xác đâu, nhưng nó ở Việt Nam tổng thể nó là xấp xỉ khoảng có 200 âm vần tất cả nhé, tạo nên tất cả âm vần. Có những vần rất là khó đọc, âm vần ví dụ như là o e o đọc là orel này, đấy, đúng rồi, hay là u a đọc là way này, có cái âm vần rất là khó đọc. Mà mỗi âm vần này, âm vần nó lại đi theo với cái âm, đi theo với dấu của nó. An nhé thì có là àn, có là án, có là ản, có là ản và có là ạ, đúng là. Vậy là một âm vần này lại có thể đi kèm theo rất nhiều âm vần bên cạnh nó đi kèm dấu nữa. Đấy, rất là phức tạp. Mà khi học thì học sinh chỉ học cái phần chính này, phần loại của nó. Thì trong sách giáo khoa lớp 1 hiện nay là theo tôi biết là nó có khoảng cỡ là 170 âm vần được học trong sách giáo khoa lớp 1. Còn các bạn học sinh mà học lớn lên, học lên cấp 2, cấp 3, cấp học đại học sau này, chúng ta sẽ làm quen cái âm vần mới hơn, lạ hơn, nhưng mà nó rộng thêm. Thì toàn bộ tiếng Việt chúng ta cỡ maximum khoảng 200 âm vần tất cả. Còn học trong trường phổ thông, trong lớp 1 chúng ta là có 170 âm vần. Như vậy nó rất là lớn, cái bộ này nó rất lớn nhé. Thì bộ này là, theo tôi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần thiết là phải có đầy đủ. Chúng ta có thể có một bộ phần thôi. Một phần chúng ta có thể, các em có thể, các thầy cô có thể tìm cái bộ dữ liệu khoảng 10 cái âm vần hay là 20 cái âm vần, 30 cái âm vần và học trên cái bộ vần đó cũng rất là hay rồi, được chưa? Như vậy là âm vần sau nó ghép với cái gì âm vần và mà ghép với cái âm đầu ấy thì nó ra một cái từ tiếng Việt. Bản thân âm vần nó làm từ tiếng Việt, tức là nó có ý nghĩa của nó. Vì cứ từ từ an là có ý nghĩa, đúng không nào? An là an nhiên, an nhàn, nhưng mà chữ an này là không có ý nghĩa. Nhưng mà an mà đi với từ là hàn là có ý nghĩa, đúng, đi với từ là than là có ý nghĩa, án có ý nghĩa, ản không có nghĩa. Nhưng mà cái từ là bản là có ý nghĩa, án không có nghĩa, nhưng mà là cái từ là than vãn là có ý nghĩa, ạn hay không có nghĩa, nhưng mà đi với từ là vạn, kiểu vạn là có ý nghĩa. Như vậy là bản thân các cái âm vần này là có thể bản thân nó có ý nghĩa là một từ độc lập, thì nó không không cần phải có âm đầu, nhưng mà có thể nó không có. Nhưng mà cái phần này là phần bạn chú ý, đây là phần phức tạp nhất của tiếng Việt nhé. Âm vần là một trong cái đặc thù độc đáo nhất của tiếng Việt, đặc biệt nhất của tiếng Việt, và nó chỉ có 200 bộ thôi. Chính vì vậy mà tiếng Việt nó rất là hay ở chỗ đó nhé. Nó khác rất nhiều ngôn ngữ khác nhé, rất là hay luôn, vì nó đi kèm cả cái dấu nữa. Đấy, nhưng mà tôi vừa trình bày xong đây, tôi vừa trình bày xong các thầy các bạn là có bốn cái bộ dữ liệu mà nó liên quan đến cái lõi của tiếng Việt, rất quan trọng nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ, theo tôi đấy, chúng ta chỉ nên tìm hiểu hai phần đầu, tức là chúng ta làm quen với cái gì, làm quen cái bộ cái bảng chữ cái tiếng Việt này là bắt buộc này, tôi là bắt buộc nhé. Tiếp theo là cái bộ chữ cái tiếng Việt này thì nếu có thì tốt, không có cũng không sao, nhưng mà nếu có thì rất là tốt. Vì sao? Là vì từ cái bộ này chúng ta có thể cho những cái bài luyện tập liên quan đến học cách gõ tiếng Việt, cách gõ bằng tiếng Việt trên màn hình, rất quan trọng. Cái này rất quan trọng, mặc dù nó không bắt buộc nhưng mà nó hay. Còn phần sau này thì theo tôi là phần nâng cao, chúng ta không cần biết thì càng tốt. Hai bộ này thường là đi với nhau. Để cho thêm một lúc là một chút nữa nhé, là tôi biết ấy, là hiện nay là đối với học sinh phổ thông nói chung nhé, chứ không phải chỉ tiểu học nhé, thì ngoài cái thi tin học trẻ là thi cái bảng D1 này, thì chúng ta còn có cái cuộc thi là phần mềm sáng tạo cho thanh thiếu niên nhi đồng nữa. Ở trong cái nhóm đó, cái cuộc thi đó cũng có rất nhiều các bạn dùng Scratch để chúng ta tạo ra cái phần mềm. Thì ở đó chúng ta có thể dùng cái bộ dữ liệu như là âm đầu, âm vần này, chúng ta tạo ra cái phần học tiếng Việt hoàn chỉnh hơn, hay hơn. Vì ở đó chúng ta không hạn chế thời gian, chúng ta có thể làm trong một vài năm ra được phần sản phẩm, thì chúng ta có thể nộp lên trên cái cuộc thi đó thì nó hay hơn. Còn trong cuộc thi bảng demo ở đây này là cuộc thi nhanh, cuộc thi chỉ làm trong 20 phút, trong 50 phút thôi, cho nên chúng ta không có thời gian để làm các phần mềm là hoàn chỉnh.
mà chỉ cần làm phần mềm là đúng đúng và hay, sáng tạo là được nhé. Rồi thì bây giờ tôi như vậy tôi đã trình bày xong phần đầu tiên của buổi hôm nay, là trình bày xong các bạn về chúng ta phải làm sao cho vẫn là học tiếng Việt thôi, nhưng mà làm sao nó phải ra cái nó phải là đúng mà kiến thức. Nếu các bạn mà làm mà nó không đúng ấy thì là thì phần mềm dù có tốt đến mấy tốt cũng cũng không thể nào mà không thể được điểm cao được. Đấy. Thì bây giờ tôi nói sang một chút về về cách chúng ta có thể thiết kế cái bộ dữ liệu như thế nào và chúng ta tạo ra cái ứng dụng cho ra làm sao trên cái bộ dữ liệu đó. Được chưa? Như vậy thì như vậy là cái ứng dụng của chúng ta là nhìn này, ứng dụng của chúng ta là như sau nhé. Về bậc kiến thức nó chúng ta phải có một cái mọi phần mềm, mọi cái phần mềm giáo dục nói chung nhé, mọi cái phần mềm giáo dục nói chung nhé, là nó như thế này, là nó phải ứng với một cái kiến thức cụ thể nào đó, chứ không thể có một phần mềm mà chỉ học mà lại học nhiều thứ đâu. Không có phần mềm này vừa học toán vừa học lý vừa học sinh vừa học tiếng Việt, không, rất là không có, nó phức tạp quá, chỉ học một thứ thôi. Phần mềm này để học riêng toán tiểu học thôi, phần này chỉ học ví dụ học riêng về về cái phép cộng phép trừ tiếng Việt, cộng phép trừ phép cộng trừ của môn toán thôi. Cái phần này là học để học phát âm bằng chữ cái tiếng Việt thôi. Như vậy phần mềm nó phải rất là sâu về một cái về nó nhỏ về một kiến thức cụ thể, chứ không 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 lan man đi nhiều vào cái không không lan man rộng. Càng rộng phần mềm nó càng bị loãng ra và rất là khó là phần mềm hay. Như vậy là phải giáo dục nó phải định hướng về, nó phải định hướng về mặt định hướng kiến thức là phải chính xác nhé, định hướng kiến thức là phải rõ ràng chính xác và không nên là quá rộng. Đấy. Khi mà cho định hướng rồi thì chúng ta cần phải có một cái bộ dữ liệu, cơ sở nhé, cơ sở. Tôi lấy ví dụ như cái bộ dữ liệu bảng chữ cái tiếng Việt chẳng hạn, tôi lấy ví dụ là cái bảng chữ cái tiếng Việt chẳng hạn, làm cái bộ dữ liệu như vậy nhé, bảng chữ cái tiếng Việt. Thì đây nó là một cái bộ dữ liệu gốc, chúng ta dựa trên đó chúng ta làm ra các cái sản phẩm, được chưa? Thì như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ra sản phẩm. Đấy. Mà sản phẩm thì nó có rất là nhiều nhé, các bạn quay qua bạn đợi tôi một chút nhé, tôi nghe cho tôi quay lại ngay. Alo. Vậy thì chúng ta, nhưng mà chúng ta là có thì chúng ta có cái bộ dữ liệu cơ sở rồi, thế thì chúng ta sẽ phải làm ra dựa trên bộ này, chúng ta sẽ làm ra các cái kịch bản để chúng ta có thể làm ra phần mềm và có kịch bản. Nhưng mà chúng ta phải có cái kịch bản phần mềm, được chưa? Đó thì cái bản phần mềm này nó rất là nhiều. Bạn chú ý nhé, cái chỗ này rất quan trọng, tôi muốn nói. Từ một cái bộ dữ liệu này, chúng ta có thể tạo ra vô vàn các kịch bản khác nhau. Bạn chú ý nhé. Không hạn chế. Có rất nhiều kịch bản khác nhau dựa trên một một cái bộ dữ liệu cụ thể. Thầy Hà, thầy đang bị tắt mic ạ. Tắt mic à? Alo, nghe rõ không nhỉ? Đợi tôi một chút nhé. À đây rồi. Nghe rõ chưa? Alo. Em nghe rõ rồi thầy ạ. Vâng. Ok. Một vô lý nên là bị tắt nhỉ. Tự nhiên lại tắt rồi. Ok, từ 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 lại một chút nha. Đấy. Như vậy là gì? Từ một bộ dữ liệu cụ thể chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau, và cái bản này là nó là hoàn toàn là sáng tạo với các bạn nhé, sáng tạo. Cái người mà có cái đầu óc sáng tạo về mặt sản phẩm ấy, chúng ta có thể sáng tạo ra rất nhiều các cái giao diện, các cái bản khác nhau cho cùng cái bộ dữ liệu. Các bạn chú ý nhé.
Đây là chỗ mà đây chính là chỗ mà chúng ta được quyền là sáng tạo thoải mái, không phải là cứng nhất nhau. Cái người mà càng nhiều sáng tạo bao nhiêu thì chứng tỏ anh ta, cái người đó càng có cái tư duy tốt tốt hơn tốt hơn tư duy tốt hơn về cái về gọi là chúng ta thiết lập các cái ứng dụng phần mềm khác nhau. Ta lưu tôi sẽ nói nhé. À, như vậy làm đây chúng có hai chiều nhé. Như vậy là từ một cái bộ dữ liệu gốc, chúng ta có thể tạo ra nhiều kịch bản sáng tạo khác nhau. Chúng ta chú ý nhé. Đây là cho thử luôn. Và ngược lại một kịch bản hay một cái giao diện mà chúng ta muốn tạo ra cho sản phẩm này, một kịch bản cụ thể có thể tương ứng với nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Chúng ta nhé, đây là cái bộ bộ dữ liệu 1, bộ dữ liệu 2. Cái này cũng rất là hay đấy nhé. Cùng một cái bản chúng ta có thể là áp dụng cho cái bộ dữ liệu của môn toán, bộ dữ liệu của môn vật lý, cái bộ dữ liệu của cái môn môn sinh, bộ dữ liệu của môn các môn khác nhau. Đấy, các kiến thức khác nhau. Đấy, rất là hay đúng không? Như vậy là nó không phải là một một mà nó là đây là một n. Đấy, còn đây là ngược trở lại là n1. Thấy không nào? Nó rất đa dạng. Đấy, cái hay của cái hay của những cái ứng dụng mà liên quan đến phần sáng tạo nó là như vậy. Nó không cứng như là cái bên mà là cái bảng A của chúng ta là phần lớn là giải toán, tức là phần lớn là giải toán ấy. Với một cái đầu vào là có một đáp án duy nhất là ra là một một cái đầu vào input và đầu ra output hết, đầu vào là n, đầu ra là x y z nào đó. Nó là rất là cứng. Còn cái phần này là nó rất đa dạng. Cùng một cái bộ dữ liệu đó cùng một ý tưởng đó thì có rất nhiều cách chúng ta thể hiện trên màn hình. Giống như chúng ta trong cái nhà của chúng ta có một cái bộ bàn ghế, đúng là một cái bộ bàn ghế, cái bộ salon chúng ta đặt thế nào cũng được. Bộ salon chúng ta đặt ngang, đặt dọc, đặt nghiêng, đặt ngửa, đặt ở đặt gần cửa sổ cũng được, đặt gần cửa ra vào cũng được. Chúng ta có cái tivi đặt ở đâu cũng được. Nhưng mà chúng ta sắp xếp trong một cái tòa nhà của chúng ta, phòng của chúng ta, chúng ta đặt ở đâu cũng được, miễn là nó đẹp thôi. Nhưng mà chúng ta rất là đa dạng và sáng tạo. Thì tôi hình dung là như vậy nhé. Thì dùng cái gọi là kiến trúc trong một gia đình, trong một cái bạn học sinh là trong phòng góc tổ của các bạn nhé. Chúng ta sắp xếp cái bàn, cái ghế, cái bút, cái vở đặt thế nào cho nó đẹp. Chúng ta có rất nhiều cách làm khác nhau. Thỉnh thoảng cho là đổi, chúng ta đổi cách khác đi. Như vậy là đó là cái sự sáng tạo của các bạn. Thì cái này cũng vậy, cái phần mềm nó cũng vậy, nó rất là hay, là rất sáng tạo, rất là hay cho học sinh. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ cụ thể hơn nhất để chúng ta hình dung là nó như thế nào, mà chúng ta có thể, nếu có thời gian, chúng ta sẽ làm một cái bài tập cụ thể luôn nhé. Tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ là cái bộ dữ liệu là bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Bảng chữ cái tiếng Việt. Nhắc lại nhé. Cái bộ dữ liệu này nó gồm có ba cái thông tin. Một là dãy các cái hình ảnh chữ. Hình ảnh chữ cái. Đấy, ví dụ như là A, B, C, D, E đấy, chữ. Đây là ảnh nhé, chữ cái. Hai là dãy các cái âm thanh tương ứng, dãy các cái âm thanh để phát âm chữ cái đó nhé, âm thanh phát âm. Thông thường thì khi mà bắt học ngôn ngữ thì bao giờ cũng học học cái bảng chữ cái trước, bao giờ cũng vậy nhé. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái phần thứ ba là gì? Phần thứ ba là cái thứ ba là cái dãy, là cái bản thân dãy các chữ cái đó nhé, bằng bằng chữ đấy, bằng text đấy, chữ cái đấy, tiếng Việt. Thì tôi ví dụ minh họa nhé. Cái bản một này tôi viết là KB nhé. Cái bản một này là chúng ta làm như sau: chúng ta sẽ hiện các chữ cái đó trên màn hình. Ta làm cái bảng chữ cái, hiện chữ cái trên cái bảng gồm có A này, đúng không? Trên màn hình. Trên một cái lưới ô vuông như này. Đó. Cuối cùng ở đây là x y là ở đây nhé. Đấy, x y bên cạnh này.
Ở đây cho ghi đây là lên đây là bảng chữ cái tiếng Việt, ghi bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh đi, bảng chữ cái nhé, bảng chữ cái tiếng Việt. Đấy. Và người dùng sẽ nháy lên chữ A thì là nó bật nó phát âm chữ A, nháy chữ A ra chữ A là cái bảng như sau, cái bảng là người dùng nháy lên chữ cái thì phát âm thành. Đây là một cái hình dạng học, một hình thức học rất đơn giản, đúng không? Đấy. Đó, cái bản 1 là đơn giản, chúng ta hiện lên trên màn hình các chữ cái đó to, đẹp, rõ ràng trên một cái lưới ô vuông, và dùng nháy chuột lên chữ cái nào thì nó bật âm thanh chữ cái đó. Hiểu không nào? Đây là một cái bản cũng rất đẹp. Chúng ta làm ra chữ thật đẹp cái màn hình này thì nó rất đẹp thôi nhé. Đây là cái bản 1 nhé. Cái bản 1 là cái bản rất là rõ ràng. Cho sang cái bản 2. Cái bản 2 là như này. Cái bản 2 là như sau. Thì cũng như vậy, cái bản 2 là trên màn hình cũng hiện ra cái bảng chữ cái của chúng ta đầy đủ như thế nhé. A này, A này, Ớ này, đây. Cuối cùng đây là X gì này, đây là Y này. Đấy nhé. Và có một giáo viên, có một cô giáo hiện ra ở đây. Đấy. Như sau này, cô giáo sẽ phát âm một chữ bất kỳ, phát âm nhé, một chữ cái bất kỳ, ngẫu nhiên đấy, bất kỳ. Sau đó là yêu cầu học sinh gõ lên, tức là nháy chuột lên chữ cái đó. Được chưa? Nếu sinh mà gõ sai thì giáo viên nói là sai rồi, đề nghị gõ lại. Còn nếu gõ đúng thì giáo viên nói là đúng rồi và được thưởng điểm. Và cái này cái bản 2 là như là một trò chơi và làm trong khoảng thời gian là 2 phút hay là 1 phút thì cứ được làm đúng thì được 1 điểm, làm sai thì trừ 1 điểm. Xong kết thúc sẽ được bài bao nhiêu điểm. Thì kết thúc xong thì ví dụ em đã được 10 điểm thì cô giáo nói là chúc mừng em đã hoàn thành cái bài kiểm tra và được bao nhiêu điểm. Được chưa? Như vậy là giáo viên phát âm các chữ cái bất kỳ và yêu cầu học sinh là nháy chuột được những chữ cái đó. Cô giáo có nói là em hãy nghe cô phát âm chữ cái và nháy chuột được chữ cái đó, xong cô giáo phát âm. Học sinh sẽ lắng nghe và học sinh có thể nghe lại âm thanh đó bằng cách là nháy chuột lên cô giáo thì nghe lại âm thanh đó và nháy chuột lên chữ cái đó. Khi nào đúng thì thôi, thì sang chữ cái tiếp theo. Đó là cái bản 2 nhé. Như vậy cái bản 2 nó giống nhau là chúng ta thể hiện cái bảng chữ cái trên màn hình. Còn cách chúng ta làm là khác nhau. Bài tập trên chỉ là cái bản 1 chỉ là nhánh chuột lên thôi. Và cái bản 2 là dựa trên một câu hỏi của học sinh. Bạn lại tôi một chút. Sang cái bản 3 nhé. Như vậy là các bạn thấy là ngay trong cái bộ dụng 1 này là có rất nhiều kịch bản khác nhau. Chúng ta lan sang kịch bản 3. Kịch bản 3 là như sau nhé. Đây. Kịch bản là như sau. Trên màn hình cũng hiện lên mặt chữ cái, cũng là thế đấy nhé. Cũng là hiện lên mặt chữ cái, như là A, cũng theo đúng như thế. Hiện lên, nhưng mà có một ô sẽ khuyết ra mà có dấu chấm hỏi. Đấy, được chưa? Bây giờ là đây, ví dụ chữ 3 đây, vừa đây là XY đây. Được chưa? Rồi, và đây là cô giáo. Cô giáo sẽ hỏi một câu là cái ô khuyết là chữ nào? Này, cô giáo nhé, cô giáo sẽ thông báo, cô giáo sẽ hỏi. Là cái ô khuyết là chữ nào, và chúng ta phải gõ trên màn hình, gõ vào một cái dòng nhập liệu. Bây giờ khuyết chữ ớ thì chúng ta gõ chữ ơ, xong rồi enter xuống dòng.
và học sinh sẽ người dùng học sinh sẽ nhập chữ cái đó từ bàn phím, chữ cái từ bàn phím. Từ bàn phím nhé. Đấy. Nếu mà nhập đúng thì ta nói là đúng rồi và chuyển sang cái bài tiếp theo. Còn học sinh nói là sai rồi, học sinh mà nhập sai nó là sai rồi và đợi học sinh làm đúng thì thôi. Đấy, để chia nhận. Và cũng như bài trên đây là bài kiểm tra nhanh làm trong vòng 1 phút, làm đúng thì được 1 điểm, làm sai thì trừ 1 điểm. Và kết thúc là cô giáo sẽ công bố điểm trên màn hình. Đó, thì đó là cái bản 3 nhé. Bây chúng ta sang cái bản thứ 4. Như vậy các bạn thấy, như vậy là cùng cái bộ dữ liệu đầu vào ban đầu thì chúng ta có thể dựa trên kiến thức mà chúng ta đã biết ấy, thì có rất nhiều kịch bản khác nhau, nó phụ thuộc vào sự sáng tạo của cái người làm chương trình ấy nhé. Bây giờ tôi mô tả một kịch bản, kịch bản 4. Cái bốn là như thế này nhé. Cái bốn là như sau. Thì cái bản sau đây thì nó cũng thật ra ba cái bản đầu tiên là dựa trên cái lưới. Cả bốn thì tôi sẽ không có dùng lưới nữa nhưng mà cũng rất là hay chứ không phải là không hay nhé. Đây thì tôi làm như sau này. Có thể dùng lưới, có thể là không nhé. Thì cái bản 4 tôi làm vẫn là dùng lưới nhé. Thì như sau này, cái 4 là như sau thì tôi sẽ bố trí màn hình như thế này. Đây. Có thể như này. Ở phía dưới này, tôi sẽ vẽ cái bàn phím ở phía dưới này, vẽ cái chữ cái ở dưới này, vẽ cái lưới nó nhỏ hơn ở dưới này nhé. Đây là XY. Ở trên này như sau, ở trên này tôi có thể tùy tình hình nhé, tôi sẽ có thể mô tả, có thể là một cái người B một cái ô chữ B chữ A như này. Hoặc chúng ta có thể có cái chữ cái chạy ở đây, chạy từ trái sang phải nhé. Đấy, và ở diện này có con mèo, con chó bê cái chữ cái đi, chạy từ trái sang phải. Thì trong thang chạy từ trái sang phải, người dùng sẽ phải nháy lên chữ cái đó. Nên tiếp theo là chữ cái là chuyển động từ trái sang phải nhé. Từ trái sang phải. Trong thời gian chuyển động ấy thì người dùng sẽ phải bấm nhanh lên chữ cái ở phía dưới nhé, lên cái bảng chữ cái. Nếu đúng thì thì cái chữ cái đó sẽ biến mất, ở phía trên, chữ cái sẽ biến mất và người cơ dùng sẽ cộng thêm 1 điểm. Còn nếu mà nó đi qua rồi mà vẫn không nháy được đúng thì hoặc là nháy sai thì sẽ bị trừ điểm nếu không nháy được đúng nhé. Hết lượt từ trái sang phải đấy thì sẽ bị trừ một điểm, được chưa? Đấy. Cứ như vậy thôi. Tâm nan nó là như vậy. Cái bài cái kịch bản số 5 thì tương tự như cái bản số 4. Nhưng mà yêu cầu học sinh là phải gõ chữ, không cần đấy. Kịch bản 5 là tương tự 4 nhưng yêu cầu học sinh là gõ từ bàn phím
Như vậy đây là một cái trò chơi thôi, đúng không nào, một trò chơi. Đấy. Mình tôi mô tả sang cái bản 6 là khó hơn nhé. Cái bản 6 là như thế này. Tôi sang mô tả cái bản 6. Như vậy là các bạn thấy là cái độ sáng tạo của cái người người thiết kế phần mềm là không, nó không hạn chế đâu, rất là thoải mái nhé. Chúng ta có thể sáng tạo rất nhiều loại khác nhau. Cái bản 6 là như thế này. Cái bản 6 nhé. Là chúng ta đây. Cũng như vậy chúng ta có thể để ở đây cái bảng chữ cái để ở trên này để cho nơi nào cho xin nó gõ mà cho nó bấm cho nó nhanh nhé, hoặc có thể bấm hoặc có thể là gõ phím. Ở phía trên này là các chữ cái sẽ hiện ra ngẫu nhiên, hiện ra có nhiều chữ cái như một nhé, nhiều chữ cái B này, C này, hiện ra ngẫu nhiên và di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Đấy, X. Các chữ cái em này hiện ngẫu nhiên, hiện ngẫu nhiên, di chuyển ngẫu nhiên, di chuyển ngẫu nhiên. Và người người dùng nhé, người chơi này, người chơi là phải nháy lên chữ cái, người chơi nháy lên ở dưới nhé, người chơi nháy lên chữ cái, nháy lên cái bảng chữ cái, bảng chữ cái. Đấy. Nháy đúng một chữ trên màn hình có, mình đúng nháy đúng thì chữ cái đó sẽ mất đi, thì chữ cái sẽ mất đi. Được chưa? Sẽ mất đi. Đấy. Nếu mà xóa hết được, xóa nhanh, nếu mà xóa được tất cả các chữ cái, xóa được tất cả các chữ trên màn hình nhé, tất cả các chữ thì thắng. Chữ thì thắng. Thì thắng. Còn nếu ngược lại, nếu mà các chữ cái nó sinh liên tục ra mà nếu mà không xóa kịp, nếu mà số chữ cái trên màn hình, số chữ cái trên màn hình mà lớn hơn 20, các chữ cái là ngẫu nhiên nhé, 20 thì sẽ bị thua. Nó mà như vậy các chữ cái có thể là giống nhau khi người dùng, ví dụ đây có 20, đây có hai chữ A chẳng hạn, nếu mà chúng ta gõ một bộ vào gõ phím A thì cả hai này cùng mất một lúc nhé, cùng biến đi một lúc, cùng mất đi cùng một lúc. Bài này ta phải dùng clone thì chúng ta mới làm được nhé, mà này khó hơn một chút. Thì nó mai như vậy thì bạn thấy như vậy có rất nhiều những cái cách chúng ta tạo ra cái bảng khác nhau mà các bạn thấy không nào. Đấy, nó rất đặc biệt, rất là hay để ta thấy là chúng ta không như vậy là một từ một cái bộ dữ liệu ban đầu này chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều kịch bản phần mềm khác nhau. Ngoài ra về mặt lý thuyết thì không thì có thể chúng ta có thể là không phải nhất thiết không phải là cái bản nào cũng liên quan chặt chẽ đến cái phần dữ liệu này. Vì trong phần mềm chúng ta nó cho phép chúng ta là chúng ta học vừa chơi mà chúng ta có thể chèn vào đó những cái phần mà chúng ta hoàn thuần túy là chơi vui không liên quan đến chữ cái tiếng Việt cũng được. Khi chúng ta làm cái phần mềm sáng tạo ấy thì có thể là chúng ta nó có các bạn học sinh hay làm ấy, thường là chúng ta làm như là nó có hai phần, một phần là chúng ta vào bài học và một phần chúng ta tạo ra các cái trò chơi bên ngoài. Ví dụ như chúng ta thường là kịch bản một cái chương trình tổng quát như này, lấy ví dụ nhé, một cái chương trình tổng quát chúng ta tạo ra một giao diện clip ban đầu thì nó như này nhé. Đấy, chúng ta chia làm hai ngăn. Ngăn bên này là chúng ta mô tả các bài học 1, bài học 2, ứng với bài học học tiếng Việt nhé. Bài 1, bài 2, bài 3. Còn bên này là chúng ta nôm na cho đưa về một vài cái game chẳng hạn. Game nó không liên quan đến tiếng Việt, game đây. Cũng thấy như là game 1 nhé, game 2, game 3 cũng được không sao cả. Mà là có thể chèn vào trong cái gì chúng ta các cái game chèn vào cho nó vui vui cũng được. Game này có thể là có hoặc là không liên quan đến tiếng Việt cũng được, không sao cả.
miễn là nó hay ho, miễn là nó hay. Mình tôi nhắc lại là trong cái bảng D1 này thì chúng ta có lẽ là các ban giám khảo sẽ không không đi không không đánh giá cao cái chuyện là phần mềm làm thật đầy đủ nhiều chức năng đâu, vì chúng ta ít thời gian mà. Cái chuyện là các bạn làm chức năng nhiều thì chứ là các bạn làm ở nhà có sẵn các bạn đưa vào thôi. Còn trong thời gian là 150 phút ấy, chúng ta tập trung làm cái phần mà theo yêu cầu của đề bài thôi. Đấy. Mấy câu đề bài đó nó sẽ liên quan đến cái phần gốc của tiếng Việt của chúng ta và nó cái phần sáng tạo nữa. Đấy, chúng ta chú ý nhé, thì cũng không nên quá sa đà vào những cái game bên ngoài này. Nhưng mà tạo ra cái game mà liên quan đến tiếng Việt thì càng tốt, rất là hay. Như tôi vừa nói ở đây, mình chúng ta lên riêng cái bảng chữ cái thì thôi có rất nhiều các cái game, cái trò chơi đơn giản mà liên quan đến cái phần học bảng chữ cái tiếng Việt. À, như vậy là chúng ta thấy là nó có rất nhiều những cái ý tưởng rất là hay liên quan đến cái bản đó nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử làm một cái bài nhé. Tôi thử làm. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái này. Đây là cái bộ dữ liệu cụ thể của chúng ta ở đây. Nó gồm có là một cái nhân vật có tên là VN Alphabet Hoa đây. Và đây là cái ấy nhé, đây là cái bảng chữ cái đây, đây là âm thanh đây này. Đó. Và đây là cái bộ đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ra một cái chương trình nhé. Thì bây giờ tôi sẽ thiết kế đơn giản thôi. Tôi sẽ thiết kế một cái kịch bản 1 đi cho đơn giản đấy nhé. Kịch bản 1 là như này. Kịch bản 1 là tôi sẽ thiết kế ra một cái lưới ô vuông gồm các chữ cái ở trên cái đó, mà tôi sẽ nháy chuột lên một cái chữ cái thì nó phát âm nhé. Tôi làm đơn giản thế nhé, để cho thầy dùng ta làm như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta thả lỏng một chút đi, và tôi sẽ bắt đầu chúng ta thiết kế. Thì ngay cái chuyện mà chúng ta thiết kế một cái lưới ô vuông thôi là cũng là không dễ đâu. Hôm nay cũng nhân tiện đây tôi cũng trình bày các bạn luôn là cách chúng ta thiết kế một cái lưới ô vuông ra làm sao để chúng ta có thể điều khiển vào từng cái ô vuông một trên cái lưới đó, cũng là một cái bài toán rất là hay. Tôi xin phép được trình bày luôn bây giờ nhé. Như vậy là chúng ta sẽ làm được cái bản 1 nhé. Cái bản 1 đây này. Đây. Bảng chữ cái tiếng Việt đấy nhá. Đây này, đó. Và ở đây người dùng chỉ cần nháy lên các chữ cái và âm thanh. Và chúng ta sẽ phải kiểm soát từng cái ô một của cái lưới này, được chưa? Của cái ô lưới này. Chúng ta phải thiết lập cái bộ dữ liệu được kiểm soát cái ô lưới này nhé. Ở trên này có dòng chữ là bảng chữ cái tiếng Việt ở đây. Đó. Và chúng ta cùng nhau làm nhé. Đấy, thì chúng ta làm như sau, bây giờ tôi sẽ thiết kế luôn. Tôi mô tả luôn các bạn cái cách chúng ta thiết kế một cái bộ dữ liệu lưới đầy đủ như thế nào nhé. Đây. Chúng ta sẽ thiết kế một cái lưới ô vuông. Một cái lưới ô vuông như sau, và chúng ta sẽ kiểm soát từng cái ô một. Đấy. Chúng ta sẽ vẽ ra, chúng ta sẽ tạo ra một cái bản thân lưới này thì có thể không cần vẽ đâu, nhưng mà chúng ta tưởng tượng có cái lưới thôi nhé. Lưới ô vuông. Gồm có là gì? M cái hàng nhé, và N cột. M theo chiều dọc này là theo cái trục y của cái màn hình, còn N là theo cái trục ngang là theo trục x gì. Được chưa nào? Đấy nhé. Đấy. Thì các cái ô sẽ đánh số. Đây là ô số 1, ô số 2 đánh số từ trái sang phải. Ô 1, 2, 3, 4. Ví dụ thế nhé. 4, 5. Cuối cùng cái số cùng này chính là N đấy. N xong đây là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Được chưa? Đó. Thì các cái ô sẽ đánh số nhé. Đánh số từ 1 cho đến gì?
cho đến ô cuối cùng của cái này, cái ô này này là cái ô có cái chỉ số là m nhân n, thấy không nào, m nhân n đánh số từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, được chưa? Đấy. Bây giờ tôi gọi như vậy là cho ta có cái thông số là m này đầu vào này, n đầu vào nhé. Ngoài ra chúng ta có cái một cái ô lưới, một cái ô lưới này này là ô vốn là hình vuông và có cái đoạn cạnh này bằng d. Đấy, ta kiểu là d, nhưng mà d là một thông số rất quan trọng, d được chưa? Rồi thế thì cái số 1 thì m là đây gọi chỉ số, nó gọi là cái chỉ số của cái của các cái ô lưới. Đấy, các chỉ số này tôi ký hiệu nó là post hay là p cũng được, đây là chỉ số cái ô lưới nhé. Đấy. Thì mỗi cái ô lưới, mỗi cái p ấy, một cái p ở đây thì ta có là cái chỉ số hàng, đây chỉ số hàng đây, một chỉ số cột đây này. Đấy. Thì chỉ số hàng tôi ký hiệu nó là cái chỉ số hàng ở đây này, chỉ số hàng thì là ký hiệu nó là n. Chỉ số hàng chính là theo chiều dọc mà, ký hiệu nó là y index. Chỉ số cột theo chiều trục x thì tôi ký hiệu nó là x index. Đấy là tham số rất quan trọng nhé. Rồi tiếp theo này, tiếp theo bây giờ để vẽ được cái ô lưới này, để điều khiển từ ô lưới một, tôi sẽ phải lưu tâm tọa độ tâm của các cái góc phải trên này, góc trái trên này, tôi ký hiệu của nó là tôi ký hiệu điểm này điểm điểm x0 y0, được chưa? Và như vậy có thêm hai biến là biến x0 y0 là cái biến mà cái biến là mô tả cái gì, mô tả cái làm mô tả cái gì, mô tả cái tọa độ của cái đỉnh góc đỉnh trái trên của cái ô lưới nhé. Tiếp theo là tôi cần gì, cần thêm cái mô tả cái tâm của các cái ô lưới đây, rất quan trọng vì chúng ta sẽ phải các chữ cái chúng ta sẽ biểu diễn bằng các cái clone, và clone này sẽ nằm trên các ô lưới, nằm tại tâm của các ô lưới. Chúng ta cần một cái dãy để mô tả tâm các ô lưới theo chiều ngang, theo chiều dọc. Thì chúng ta mô tả hai cái bảng đó là cái dãy xlist. Xlist là cái dãy để mô tả tâm các ô lưới, tọa độ x gì các ô lưới theo chiều x gì. Còn y đọc là tôi dịch tôi viết là xlist là cái bảng mô tả cái tọa độ tâm của các ô lưới theo gì, theo chiều y. Đây là xlist này. Đấy. Còn đây là xlist này. Thì nó cách nhau là một khoảng bằng d này, đây chính là bằng d này. Đấy, bằng d nhé. Cái chỗ này thì đây là bằng d này. Đấy. Được chưa? Thế đây là các thông số bắt đầu cho chúng ta phải nhập vào này. Đấy. Được chưa? Rồi, thế thì có hoàn toàn có thể tính được dễ dàng, chúng ta căn cái này vào giữa. Và chúng ta gọi tôi ký hiệu gì? Tôi ký hiệu cái độ rộng của cái ô lưới này, tôi ký hiệu là v kép. V kép. Và ký hiệu cái chiều cao của cái ô lưới này tôi ký hiệu là h, tính tổng quát cho nó dễ nhé. Đấy. Thì là h thì bằng là md, còn v kép là bằng bao nhiêu, bằng nd. N là cái số là cái số là số cột, m là cái số hàng, vậy h thì bằng md, bằng cái chiều cao này bằng là m lần nhân với đôi, đây là cái độ dài, là cái độ dài, cái độ cũng là cùng cạnh của cái vuông, cái kép bằng nd. Đấy, như vậy là đầu vào chúng ta sẽ là mnd, theo đây tiếp theo là theo nữa đây nhé, phía dưới này nhé. Đây là cái tham số rất quan trọng để chúng ta tính toán. Đấy. Tiếp theo chúng ta có cái tham số nữa là h và d, h và d và v kép. Đấy, ký hiệu như này nhé. Thì đây chính là cái bộ dữ liệu rất quan trọng để dùng làm. Rồi. Để mô tả cái lưới và mô tả từng cái ô một của lưới nhé. Thì sau khi cho các bộ này, chúng ta cần những cái hàm sau đây này. Chúng ta cần những cái hàm sau đây rất quan trọng. Chúng ta cần ba cái hàm, chúng ta cần ba cái thủ tục. Ba cái hàm rất quan trọng, ba hay là ba cái thủ tục. Hàm hay là cái thủ tục. Hay là cái thuật toán nhé. Thủ tục tính toán quan trọng, làm lõi tính toán nhé, làm lõi cho chương trình.
Một là như sau, một là cái tính toán là cho trước cái P hay cho trước cái vị trí, cái vị trí post, cái là cái ô lưới. Chúng ta phải tính gì? Đây là input này, tính được cái là x chỉ số hàng, chỉ số cột, chỉ số hàng x index index, và tính được cái là cái e post là cái tọa độ tâm, e post và x post. Đây thêm thông nữa nữa đây nhé, là x post. X post e post là cái là tọa độ tâm của cái ô lưới này. Như vậy đây là thủ tục 1 nhé, là cho trước post, tính x index e index x post và e post. Hàm thứ hai là cho trước là x index e index tính p, tính ngược lại, cho trước một cái một cái ô lưới là ở hàng thứ ba và cột thứ năm, tính cái vị trí, tính thứ tự của cái ô lưới đó, tính p nhé. Cái này là, đây là cái hàm rất quan trọng. Hàm này các bạn cần làm một lần mà chúng ta sẽ nhớ mãi nhé. Rồi tiếp theo nữa chúng ta làm cái bài số 3 quan trọng là cho trước tọa độ x y bất kỳ trên màn hình. Đấy. Một tọa độ của một cái điểm trên màn hình và tính xem là nó nằm ở trong cái ô nào, tính về. Đấy. Em còn hơn là tính được từ đây, tính được cái y x index y index sau tính p sau. Và từ p rồi tính từ đây tính được cái e post được chưa? Vậy chúng ta có ba cái bài rất quan trọng nhé. Ba cái hàm này rất quan trọng. Thì cách làm như sau, tôi làm cũng rất đơn giản thôi, cách làm như sau nhé. Tôi sẽ giải luôn trên màn hình để chúng ta hình dung, tôi mô tả một thuật toán nhé. Như vậy cái bài đầu tiên này rất đơn giản, bài đầu tiên chúng ta sẽ input là p nhé, tính x index y index x post và y post. Thì tính như sau này, chúng ta nhớ lại một chút nhé, cách tính như sau này thì để chúng ta có cái lưới ra thấy ngay nhé. Đây này, ta nhớ lại một chút là làm này thôi. Đây này, với p bằng 1 thì nó ở x nó là 1, p bằng 2 thì nó là 2, p bằng 3 đây nhé, p bằng n thì nó ở cuối đây, nên là đây là n cộng 1, đây là n cộng 2 nhé, đây là 2n ở đây, tương tự như vậy cho đến hết đấy. Ta thấy ngay nhé, cái x index nó là cái gì, nó chính là như sau, nó chính là cái gì, nó chính là cái x index nó là gì, nó là cái tôi lấy cái p ở đây là e index này, đây là e index nhé, e index đây, thì phải nhớ cái e index là cái hàng, chỉ số hàng của nó bằng bao nhiêu, nó bằng là chính là p chia cho n bên là, nhưng mà tôi phải làm tròn lên chỉ là cái này này, kiểu là cái này là làm tròn lên nhé. Đấy, làm tròn lên chỉ bằng cái này đấy, làm tròn lên. Ví dụ đây là với p bằng 1 cho đến n thì là chia cho n thì nó là bằng một số là không phải bao nhiêu đó, làm tròn lên đúng là 1, đây là 1, đây là hàng thứ 2, hàng thứ 3. Công thức này này, công thức này ở trong Scratch thì chính là cái hàm ceiling nhé. Ceiling nhé. Đấy, cái phần này. Đó. Tiếp theo lại đây là cái hàm mà bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái phần thứ hai là tính cái x index bằng như sau nhé. X là 1 2 3 này. Thì chúng ta lấy phép dư cho n. Nếu phép dư bằng 0 thì nó chính là n. Chúng ta viết sao? X mà thì chính là bằng là P1N. Còn chúng ta viết thế thôi là if nhé, if x index bằng 0
thì chúng ta gán là x in s bằng 1. Thế thì viết theo cái dạng như là làm s bằng n. Đây chính là công thức tính đầu vào là p, đầu ra là x in s. Còn cái epoch thì tính như sau. Công thức tính là x post bằng như sau, chính là bằng cái x list là cái dãy chúng ta đấy, list mà chúng ta lấy theo cái chỉ số là x in đấy. Còn cái epoch chính là bằng gì, chính là bằng cái e list. Ở đây là gì, là e in s. Đó là bài cái 1 nhé. Và output chúng ta là những cái này. Đây là cái bài bài số 1 nhé. Cái bài số 2 là như thế này. Cái bài số 2 là cho trước cái này và tính cái p thì rất là dễ. Bài số 2 nhé. Bài số 2 là input là x index và y index và đầu ra phải là p, thì p thì như sau, p bằng như sau này, p sẽ bằng công thức như sau nhé, rất đơn giản, p bằng n nhân với p bằng n nhân với gì, p bằng n nhân với y index tất cả trừ đi một, sau đó chúng ta sẽ cộng với x index, sau này nó xong mà hình nó lỗi để ra đấy là công thức này nhé. Còn ba là bài ba là cái tính input là đầu vào là một điểm bất kỳ trên màn hình x y. Đấy. Thì chúng ta làm như sau là kiểm tra nếu mà x y nằm ngoài cái là nếu là if này, if nhé, if mà x y nằm ngoài nằm ngoài lưới thì đặt p bằng 0, coi như chúng ta không tính được p nhé, p bằng 0. Còn ngược lại nếu mà nằm trong thì chúng ta tính như sau nhé. Đây cũng tự tính như này cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta làm như sau, chúng ta lấy x index tính như sau này, x index này index bằng này bằng như sau, bằng tôi lấy x gì tôi trừ đi x không, trừ cái điểm gốc ở phía trên đấy, x gì trừ đi x không nhé, tất cả tôi chia cho d, sau tôi lấy cận làm tròn lên này. Đấy. Làm tròn lên này. Đấy, đó là công thức như này nhé. Còn y index. Nên các bạn làm lần để nhớ mãi nhé. Bằng tôi lấy ngược lại, tôi vừa lấy y không trừ đi y. Y không trừ y sẽ nói tôi chia cho d. Cũng như vậy làm lần tròn lên. Tròn lên. Đấy. Sau từ đó tôi tính được từ đây tôi tính được mà p. Tôi tính được p theo cái ở trên này đó, và tính được x input theo công thức này. Đó, nhanh như vậy thôi nhé. Được rồi, bây giờ tôi sẽ quay sang tôi làm của các bạn, tôi làm nhanh cái bài toán lúc nãy nhé. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm nhanh lưới này, chúng ta cùng nhau làm nhanh nhé. Đây, cái bài này của chúng ta cần làm như sau này. Đây,
Tôi sẽ làm lượt cho các bạn xem rất nhanh để làm nhanh các bạn quan sát nhé. Và cái bài này tôi copy lên nhóm cho các bạn cùng xem này. Đầu tiên tôi tạo ra các tham số ban đầu là M này. Đúng không? M này. N này, rất nhanh nhé. Và tiếp theo là D này. Tôi sẽ làm thoải mái nhé. D này sẽ đó là x0 này. Y0 này. Đấy. Rồi tiếp theo là x index này. Tiếp theo là y index này. Đó là cái tham số quan trọng nhé. Tiếp theo là expose này. Tâm tọa độ tâm của các cái ổ lưới này. À, là expose này. Epost. Đấy. Expose và epost nhé. Tiếp theo tôi cần tham số là tham số P. Mô tả cái lưới nhé, mô tả cái dữ liệu của lưới nhé. Đủ chưa? Tôi cần thêm là H. Cần thêm là V kép. Đấy. Thấy chưa? Rồi, đây là ban đầu đây rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo này. Tôi sẽ tạo ra hai cái dãy là tên là xlist, mô tả tâm của các cái theo tọa độ x của các ổ lưới, và cái tọa độ thứ hai là ylist. Cái tọa độ này là tôi tính theo gì? Tôi tính theo tính theo tham số là m, n và d đấy nhé. Rồi bây giờ tôi làm như sau này. Đầu tiên là tôi muốn lập trình để tạo ra cái thông số của ổ lưới. Tôi dùng cái sân khấu là nơi là bắt đầu nhé. Sân khấu đây. Ban đầu này, ban đầu sân khấu nhé. Sân khấu là nơi sẽ tạo ra các số ban đầu là tôi đặt nhé. Tôi đặt này. Chúng ta có 29 cái chữ cái có thể mô tả cái ổ lưới là chiều có ổ lưới dưới dạng là gì là 3 10, tôi cần là nhưng mà m bằng 3, n bằng 10 thì là 30 là lớn hơn 29, hoặc là 48 32, hoặc là 56, thế nào cũng được nhé, tùy tôi lựa chọn nhé, thế nào cũng được. Bây giờ tôi làm cho các bạn cái phương án là làm ví dụ như là 30 đi nhé. Tôi lấy ví dụ chúng ta đặt đây, đặt là m bằng 3, vậy có 3 hàng. Đặt tiếp theo là n sẽ là 10. Nó cái m như thế nào nó phải là lớn hơn 29, đừng lớn nhiều quá, lớn một chút. 30 sẽ là 30 vừa vặn nhé. Và d tôi phải đặt bất kỳ, d tôi đặt bằng tôi lại bằng điều kiện là d nhân với n là phải nhỏ hơn d là 40 đi. 40 nhân với 10 là chúng ta là 400. Phải nhỏ hơn, chiều ngang phải nhỏ hơn, bao nhiêu, phải nhỏ hơn là chiều ngang phải nhỏ hơn 480, mà chiều cao phải nhỏ hơn là 360, là chiều cao là ở đây rồi nhé. Đấy, mình tôi tính tiếp này, tôi tính tiếp chiều cao và tính tiếp chiều rộng của cái lưới của chúng ta, chiều rộng đây nhé, chiều rộng này. Đấy, thì chiều cao chỉ bằng lẽ là MD. Chúng ta nhớ lại cái lúc nãy chúng ta phân tích này. Đấy, chiều cao là bằng bao nhiêu, chiều cao là bằng M, là MD đây, chiều rộng bằng M bằng ND đây. Mày đây chỉ là một cái phép nhân này, cái phép nhân nhé. Đây, chiều cao đây là chiều rộng đây. Chiều cao thì bằng là MD, M này. Bay ra ngoài bằng m nhân với d, m nhân với d, còn chiều rộng bằng là n nhân với d, n nhân với d nhé. Đây, m này. Đấy. Bây giờ tính là cái x0 và y0, cái đó rất quan trọng. X0 này là cái vị trí ban đầu ở góc bên trái trên này và góc bên phải trên. Y0 tính cách nào thì x0 sẽ bằng gì, sẽ bằng là trừ v kép chia 2, vì cái hình của chúng ta là như này, mình của chúng ta nó là chiều cao của nó là đây là v kép, một nửa bên này là đây là 0 nhé, bên này là trừ v kép chia 2, h là trừ một nửa, trên này là chỉ là h chia 2 để phần trên nhé. Ở đây này x là bằng trừ v kép chia 2, còn y0 bằng h chia 2.
chúng ta tính như này nhé, đây x0 bằng trừ với góc chia 2, tôi dùng cái này, tôi dùng cái đây trừ này chia 2 này nhé, tôi đưa cái này vào đây này, cái này là chia 2 này, 2 và đây là trừ 1 này, trừ 1 nhé, và là v kép chủ rộng là v kép, v kép chia 2. Đấy. Còn y thì là h chia 2 thôi thì dễ, tôi là chia 2 đây, đây. Đây là chia 2. Đó là h chia 2. H chia 2. Được chưa? À bây giờ sau khi tính xong thì tôi sẽ tính sang, tôi sẽ tính cái x list và y list, tính cái này này. Tính tự động nhá. Tính như sau này. Ở đây tôi làm cái hàm cho nó nhanh, tôi làm cái một cái thủ tục có tên là init nhé, init nhé, init data dùng để tính cái x list và y list. Đây, đây này, đây tôi đưa vào đây nhé, tính nhé. Thì đây chính là cái thủ tục để tính cái hai cái dãy x list y list, là dãy các cái tọa độ tâm của cái ô lưới theo chiều x và theo chiều y. Thì làm như sau nhé. Đầu tiên là tôi sẽ phải xóa tất cả các dữ liệu hiện thời đi đã, làm bài mới mà tôi dùng cái lệnh là delete on. Đây, delete on. Tôi bấm đây, tôi chọn cái x list. Đấy. Xong ở đây chọn là y list. Đấy, đây nhé. Sau đó tôi sẽ phải làm như sau. Tôi làm thêm một cái biến là biến phụ là x gì và y để tôi dùng, để tôi tạo ra cái ban đầu này x y nhé. Đấy. Thì tôi làm như sau, ban đầu là tôi đặt cái vị trí gốc của nó là ở bên trái nhé, đây này, đây là x y này, và đây là y này. Ban đầu tôi đặt x y là các cái biến là tọa độ tâm của cái ô đầu tiên ở góc trái trên nhé, và đây là y này. Đấy. Thì như sau này, với xy thì bằng gì? Bằng x0 cộng với d với d chia 2. Còn y thì bằng là y0 trừ y trừ d chia 2. Ta chú ý nhé, chỗ này này, đây sẽ bằng như sau này. Sẽ bằng là một cái phép cộng. Đây. Sẽ là bằng là x0. Xy bằng là x0 cộng với d chia 2, cộng với cái này này, cộng với d chia 2, cộng với cái này. Đấy. Cộng với cái này nhé, cộng với d chia 2, d chia 2. Đấy, thì d chính là cái d chính là cái gì, d chính là cái đây x bằng cái này. Đấy. X0 cộng với d chia 2 đó. Còn y thì bằng là y0 trừ đi, đây ta cần làm cái phép trừ nhé, cần làm phép trừ là y0 trừ d chia 2, trừ đi cái này. Đấy. Chúng ta đi vào đây. Đây là ban đầu thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nạp các thông số vào cái x và y list, làm hai lần. Với x list tôi lập n lần, với y list tôi lập là m lần. Tôi làm hai lần, một lần tôi lập n lần, lập theo x thì tôi tìm được cái ấy nhé. Lập là n lần. Đây. N lần. Và một lần như vậy thì tôi sẽ tôi bổ sung x vào cái và x list. Tôi làm lệnh sau đây, tôi làm cái lệnh là add. Đây. Add là gì? Add vào x list. Add cái gì này? Add cái x gì? Cần x cả y nhé. Add x vào x list. Đó. Sau tôi là bước thứ hai, tôi khi bổ sung vào tôi tăng x lên d một khoảng là d, tôi sẽ trên x by d là được. Đấy. Như vậy là sau cái lệnh này, đây là lệnh là tôi nạp n cái tọa độ của x list vào tâm và x list. Bước thứ hai là tôi lập như thế đối với y. Thứ repeat m lần. Đấy, repeat lần thứ hai sẽ là m lần.
M là, mà tôi nạp để tôi copy để xuống nhé. Copy ở đây không phải là x gì mà đây sẽ là y nhé. Y. Đây sẽ là y. Ở đây là vào vào y list. Đấy. Trên y list không phải trên chỗ này không phải là cộng mà phải là trừ đi. Chỗ này phải là không phải là d mà phải là trừ d. Là y nó giảm xuống mà. Này, trừ 1 nhé. Đấy. Thì như vậy đây chính là cái đoạn chương trình mà tính init data là dùng để tính x list. Tôi thử kiểm tra đúng không nhé, tôi kiểm tra đây này, chạy thử nhé. À, chạy thử đây, tôi kiểm tra một chút nhé. Đây là x list này, list là cái này này. Đấy, trừ 180, trừ 140 đấy. Nhưng mà nó mà đối xứng nhau là đúng nhé. Còn đây là y list này, nó có 3 hàng thôi, 40, 0 và trừ 40, đúng rồi. Đấy. Được chưa? Như vậy là ban đầu tiên thì là sân khấu là con này. Sân khấu lập xong rồi thì sân khấu sẽ gửi một thông điệp để mà cái nhân vật này nó sẽ hiện ra trên trên lưới, và tôi sẽ gửi một thông điệp như sau. Tôi gửi một thông điệp có tên là hiển thị nhé. Tôi gửi một thông điệp có tên là show đi. Show đi nhé. Đấy. Gửi thông điệp show. Thì sau thông điệp này ấy, sau điểm này thì như vật này nó sẽ hiện ra và nó sẽ phải hiện ra trên trên lưới, nó tạo các clone. Rồi lập trình sang cái này nhé, bên này, này đó, bên này, này là nhân vật là viên alphabet hoa đấy nhé. Thì như vật này chúng ta làm như sau, chúng ta dùng clone. Cho nên ban đầu tiên chúng ta sẽ đặt cho ẩn đi hết. Khi là với clone thì nhân vật gốc là ẩn đi, và chúng ta tạo một cái biến có tên là id. Biến này dùng để xác định từng clone một, để bấm vào đây nhé. À, chọn ID là biến riêng. Đấy, khi làm việc với clone chúng ta phải làm cái này này. Đó. Nhé. Và chúng ta đặt cái biến gốc của chúng ta, biến ID của chúng ta đó là bằng 0. Như vậy cái ID là bằng 0 là mô tả đó chính là nhân vật gốc. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ khi nhận được thông điệp là show ở bên này gửi show, thì bên này sẽ bắt đầu thông báo sẽ hiển thị các cái clone ở trên này nhé. Nên là khi mà nhận được cái thông điệp là show đó thì bắt đầu tạo ra cái các clone. Thì muốn tạo clone được thì chúng ta sẽ phải có ba cái hàm để mô tả cái mà tôi vừa nói lúc nãy. Ba cái hàm rất quan trọng, ba cái hàm này này, đây đây, 1 2 3. Bây giờ tôi sẽ làm hai cái hàm, hàm 1 hàm 2 tôi làm trước. Không, hàm 1 với hàm 3, hàm 1 là làm trước, quan trọng sau hàm này làm sau nhé. Đây, tôi làm. Tôi sẽ phải làm cái hàm là đầu vào là P, đầu ra là X, X index, index, export, epost. Tôi tạo ra một cái block, một cái lệnh có tên là calculate. Và đây là post nhé. Đầu vào của nó là P. Và đầu ra P là số thứ tự của cái ô lưới ở trên màn hình, và đầu ra sẽ là gì, tính mà để vào đây, đầu ra sẽ là x list và y list. Thì chúng ta nhớ lại cái lúc nãy chúng ta làm đây. Đây, chúng ta công thức này này. Thứ này nhé, tính index, x index và tính export và epost. Là xong, rất đơn giản, chúng ta làm như sau. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cái gì? Tính cái y index trước nhé, y index trước, xong tính cái x index sau. Đây, chúng ta để sẵn vào đây này, được chưa? Thế này làm như sau nhỉ, thì cái x index nó bằng gì? Nó bằng là làm tròn lên của p chia cho n. Chúng ta sẽ phải dùng cái hàm là hàm chia cái này, p đây này, p ở đây nhé, chia cho n, p chia cho n ở đây. Sau đó chúng ta làm tròn lên chúng ta dùng cái hàm là cái hàm gì, cái hàm đây, cái hàm này nhé. Cái hàm làm tròn lên là cái hàm này, là cái hàm mà là ceiling này. Đấy, chúng ta đưa cái này vào đây. Đây đó chính là cái index ở đây. Còn x index chúng ta dùng cái hàm là hàm mode nhé, chính là p chia cho n, p chia cho n nhé. Và
nếu mà nơi mà nó p chia cho n nó b bằng không ấy, nhưng mà cái y này bằng không thì chúng ta đặt đặt bằng n, tôi cho thêm một cái lệnh nữa vào đây, nếu nếu nhé, nếu mà x index mà bằng bằng không thì chúng ta gán nó chính bằng n, không không thì chúng ta gán set x index bằng n. Bây giờ chúng ta sẽ là tính tiếp, rất quan trọng là cái tọa độ tâm của ô lưới đó, rất cần cái này cũng quan trọng lắm, cái này ta mới hiển thị đúng cái chữ cái lên được màn hình nhé. EPOS đây làm như sau, cái này chúng ta phải dùng cái dãy dùng hãng em tôi vừa mới tạo ra lúc nãy đây, đây item đây, x list đây, cái này là y list. Chúng ta dùng hai cái biến chúng ta vừa tính ở phía trên là x index để vào đây, nên ra cái này mà dưới này sẽ là y index ra cái này. Đây đây chính là cái hàm mà với cái p cho trước thì chúng ta sẽ tính được các cái x index và x post y post. Như vậy là với một cái ô lưới này chúng ta sẽ tính được cái đây, tính được cái tọa độ với cái số tự là p sẽ từ 1 cho đến m nhân n, ta tính được cái tọa độ là của cái tâm của nó ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiển thị này. Thì ở đây nhá, khi mà nhận được cái thông điệp là show thì các cái con này sẽ phải tạo clone và hiển thị trên lưới ô vuông của chúng ta. Làm như sau, làm rất nhanh nhé. Chúng ta dựa vào cái ID đây, ID chính là mô tả cái thứ tự của cái nhân vật đó ở trên lưới. Làm như sau. Thì cho nhớ lại một chút cách làm việc với clone nhé. Đây là chúng ta kiểm tra, nếu mà chỉ là việc với nhân vật gốc thôi, nhưng mà chúng ta có cái lệnh sau đây. Nếu như mà cái ID bằng 0 thì mới làm việc, không thì thôi. ID bằng 0 nhé. Thì chúng ta làm như sau này. Đầu tiên là chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ lập, chúng ta tạo là 29 cái ok, 29 cái 29 chữ cái lập này, chúng ta lập là 29 nhé, chúng ta có chốt là 29 chữ cái. Đấy. Chúng ta làm như sau, thì mỗi một chữ cái đó chúng ta làm như sau, đầu tiên chúng ta phải là gì, chúng ta sẽ phải change, chúng ta phải tăng cái ID lên 1, tính từ 1 trở đi. Việc ID đó chính là cái số tự của chữ cái đó, tăng lên 1 này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển trang phục sang vị trí đó, chuyển trang phục sang vị trí thứ ID. Đây, sang vị trí thứ ID. Đấy. Được chưa? Sau đó thì sao? Do chúng ta cần phải tính cái xlist và ylist, cần phải tính cái epoch, chúng ta dùng lệnh calculate post. Đấy, dùng lệnh hàm này ở đây này. Hàm này là để làm với ID, ID ở đây này. Đấy. Khi có ID rồi thì tính được cái export epoch đây rồi, thì chúng ta dùng lệnh là go to đến export và epoch. Export và epoch. Đây, vậy và epoch. Được chưa? Go to xong rồi chúng ta sẽ tạo clone. Chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta tạo clone đây, tạo clone. Được chưa? Mà lặp lại như vậy 29 lần. Làm xong rồi là chúng ta gán lại, chúng ta sẽ buộc phải gán lại, để gán lại cái này. Đang gắn lại cái này ở phía dưới này. Đấy, thấy chưa? Và làm này là xong. Khi làm xong rồi thì bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ gửi thông điệp để bắt đầu trò chơi, chúng ta gửi thông điệp là start để bắt đầu. Và đây nhé, ta gửi thông điệp là start để bắt đầu chương trình học của chúng ta. Đấy. Thì tôi thử nhé, đúng nhé, tôi chạy thử đúng không nào, tôi chạy thử ở đây, bấm lên nó hiện ra, nó phải ra đúng nhé. À chưa. Chưa ra được, vì sao? Khi mà thế nên là nó đang ẩn nhé, mà tôi phải hiện ra, tôi phải dùng cái lệnh này khi mà lệnh này là khi mà clone hiện ra thì tôi sẽ phải cho nó hiển thị ra nó mới được, dùng cái lệnh show nó mới được nhé. Show này. Đấy. Làm lại này. Ồ, nó chưa ấy, nó chưa nhảy ấy. Tính bị sai này, tính bị sai, nhưng tôi làm lại, tôi kiểm tra lại chỗ này x
Tôi làm với bị sai như thế này thì sai chỗ đó, tôi kiểm tra sai chỗ nào nhé. Đây là X index. Đợi tôi một chút thôi. À, tôi kiểm tra một chút là ngay sai chỗ nào. Đợi tôi một chút, kiểm tra kia. Kiểm tra lại cái hai cái hàm này nhé. Này đúng rồi đấy, đúng 4 x. X list. Đúng rồi nhé. Cái này nó dễ sai lắm nhé, export nhé. À, cho nhầm bên nào, chỗ này là đây là nên chỗ này nhé, chỗ này không không chỗ này nhầm nhé, chỗ này là epoch, chỗ này là, đây là epoch. Thì biết nhầm rồi. Rồi, bây giờ thử lại nào. Đấy. Được rồi đấy nhá. Bây giờ tôi làm cho đẹp lên một chút nhé, tôi làm cho to lên một chút này, tôi sẽ cho nó to lên một chút, tôi đặt cái lệnh là set size là 130 chẳng hạn, nó to hơn thế nào nhé, 130 tôi để vào đây này. Đấy, kiểm tra này. Đấy. Như vậy là chúng ta làm xong phần đầu tiên của chương trình, là chúng ta tạo ra một cái bảng chữ cái theo đúng chữ cái mà chúng ta đã biết nhé. Đây. Bước tiếp theo là khi bắt đầu start ấy, là chúng ta nháy vào đây này, nó phải ra âm thanh. Đấy. Nhưng đây thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng ngay clone cũng được. Chúng ta bấm vào đây là nó ra âm thanh được. Tôi tập thử nhé. Nhưng mà cách là như sau này. Khi người dùng mà nháy lên một chữ cái, tôi dùng sau đây là dùng lệnh này. Khi người dùng nháy chữ cái đây, tôi vào lệnh này, tôi vào cái chỗ này. Khi người dùng đây này. Khi người dùng nháy lên một chữ cái, đó. Thì cái đó nó nằm ở đâu thì nó sẽ hiện lên cái âm thanh ở đó nhé. Thì làm như sau, ở đây này, tôi sẽ phải bật âm thanh. Tôi sẽ bật âm thanh, tôi dùng lệnh này, tôi sẽ bật âm thanh tương ứng cái vị trí của cái ô lưới đó. Vị trí này chính là cái ID của nó. Tôi chọn cái ID, tôi đưa vào cái ID vào đây nhé. ID này. ID đây. Đấy. Thì tôi thử nhé cho bạn xem này. Chạy thử nhé, chạy bấm vào đây này. À. Đấy. Ừ. Thấy không nào? Bờ. Đây này. Nhưng mà cái này có gọi thế giờ không, bấm chữ B này nhá. Bờ, bấm đây không ăn này. Bấm đây sao không ăn, nó biết sao không ăn không? Thì bấm vào đây là vì bản thân cái chữ cái này nó là một cái, nó là dạng vì sao không ăn khi bấm vào bên cạnh. Này, không ăn này. Ở đây thì ăn nhé, nhưng mà bấm vào đây không ăn vì sao? Vì bản thân cái chữ cái này nó là cái đồ họa dạng vector. Dạng vector cho nên nó chỉ hiện ở bấm đây ăn, bấm đây thì không ăn nhé. Vì tôi muốn cải tiến, bấm vào chỗ nào cũng ăn cơ, bấm vào cả khung này bấm động cũng phải đúng, cũng phải ăn cơ thì nó mới hay. Nhưng mà tôi sẽ không dùng cái này nữa, tôi không dùng cái lệnh này nữa, mà dùng cái khác. Tôi dùng cái lệnh khác, tôi phải tính được cái tọa độ XY của cái ô lưới này, và tôi sẽ bật ra âm thanh được. Như vậy bây giờ tôi dùng cái hàm thứ hai rất quan trọng, là cái hàm là gì? Đầu vào là tọa độ XY và đầu ra là cái tôi vừa nói nãy, tôi phải dùng lại cái hàm này hàm quan trọng, hàm này này. Đây, hàm này. Và cái này nữa nhá. Vì tôi làm hai cái hàm 2 3 luôn nhá. Là như sau, hàm này tôi làm như sau, cái hàm này là quan trọng hơn. Đặt tên nó là calculate. Đặt tên nó là XY. Đấy nhá, XY. Và đây sẽ là X. Đầu vào là một tọa độ XY bất kỳ, và đầu ra là P. Đầu ra là P và đầu ra là cái đây làm này. Thì đầu tiên tôi làm như sau. Đầu tiên tôi kiểm tra XY là phải nằm ngoài lưới thì ra P bằng, thì là P nó phải bằng gì? P nó bằng 0. Còn bên trong lưới tôi mới tính được, làm như sau. Đây. Đây kiểm tra nhé, đây này, kiểm tra. Nếu ngoài lưới là gì? Nếu mà ngoài lưới như sau. Nếu mà ngoài lưới tức là x là phải nhỏ hơn, là nhỏ hơn x nhỏ hơn với cái
đây là trục ngang là v là v kép mà, thì xi là phải hoặc là nhỏ hơn v kép chia 2 hoặc lớn hơn, nhỏ hơn trừ kép chia v kép chia 2 hoặc là lớn hơn v kép chia 2, hay là chi tuyệt đối của xi phải lớn v kép chia 2. Đấy. Hoặc là gì? Hoặc là chi tuyệt đối của y lớn hơn h chia 2. Vậy tôi làm như sau. Tôi đưa cái này này, đưa cái này nằm ngoài lưới nhé. Nằm ngoài lưới thì là đặt p bằng 0, còn bên trong lưới đặt p lớn hơn 0. Bên ngoài lưới nhé. Bên ngoài lưới tôi đặt là p bằng 0 ở đây này. Ngoài lưới là như sau. Ngoài lưới là như sau là tôi làm luôn này, nó sẽ bằng là hoặc là đây, hoặc là cái này, hoặc là trị tuyệt đối của x gì. Đây. Trị tuyệt đối của x gì. Đấy. Đây này, x gì này. Là phải lớn hơn b cấp chia 2. Là phải lớn hơn đây, phải lớn hơn v kép chia 2. Đưa nó ra đây nhá. Phải lớn hơn là v kép chia 2. Đâu rồi? Đấy, v kép chia 2. Tức là nó nằm ngoài bên trái hoặc bên phải đấy, đây. Nếu mà chỉ giống x gì nhá mà lớn hơn v kép chia 2. Đấy. Hoặc là trị tuyệt đối của y. Đây, của y là phải lớn hơn gì, lớn hơn là h chia 2. Copy cái này sang thôi, tôi bỏ cái này đi mà tôi gọi cái h ở trên này. Đấy, đây chính là cái điều kiện là ôi giời, đây chính là cái điều kiện để cho đây chính là cái điều kiện để cho cái điểm xi nằm ngoài tọa độ, nằm ngoài lưới. Còn bên trong lưới ta làm như sau. Chúng ta tính riêng x index riêng như sau, rất đơn giản. Chúng ta đây, ta dùng thức này này. Đây này, đó, đây nhé. Chúng ta tính như sau. Tính cái x index và y index như sau nhé. Đây. Đây ta làm như sau. Tôi làm tôi lấy cái là x gì trừ x gì không chia cho d, đây chia d nhé, x gì trừ x gì không, đây tôi lấy x gì đây này, x gì này trừ đi x gì không, trừ x gì không, tất cả chia d nhé. Đấy, chia d xong chỗ này tôi lấy làm tròn lên thì nó mới đúng, làm tròn lên đây ceiling đấy, được chưa? Bìa cái chỗ này nó copy xuống, chỗ này tôi thay cái này bằng là y không trừ y không bìa trừ đi y. Đấy. Y không chia d này cơ. Đấy. Đấy. Tính cái này này. Tính cái này xong rồi thì chúng ta sẽ tính được cái p. Đây p. P tính mình như nào? P tính như sau. P sẽ bằng là đây, công thức của nó thì là bằng là P bằng N nhân với index trừ 1 cộng X index. Đây, công thức của nó đấy bằng như sau. Đây là dấu cộng đúng không? Đây nó sẽ là phép cộng đây, phép cộng này. Bên trái của nó chính là X index. Còn bên phải của nó là bên trái của nó là một phép nhân. Phép nhân của N nhân với một phép trừ là phép là lấy y index trừ 1, rất lằng nhằng luôn đấy nhé, là y index trừ đi 1 lại đưa vào đây, xong tất cả cái này lại đưa vào đây, xong cái này đưa vào đây, ta tính được p. Bước tiếp theo rồi chúng ta sẽ tính được cái x và copy cái này xuống để tính được cái x post y post.
Nhưng mà đây chính là cái chỗ mà chúng ta tính được cái đầu vào là xy, bất kỳ tọa độ xy bất kỳ, và đầu ra là tính được p, tính được x index, y index, x post và y post. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc thay thế cái chỗ này nhá, chỗ này này. Chỗ này là chúng ta dùng cái dùng cái dùng clone cho này không thật chính xác, bởi vì là cái hình của chúng ta là hình dạng vector, nó có cái lỗ hổng ở giữa không được, ta bỏ cái này đi. Mà chúng ta làm như sau nhé. Tức là mỗi khi mà chúng ta nhận được dùng cái chuột thì chúng ta làm luôn. Đây, làm như sau nhé. Ở đây tôi phải làm cái lệnh sau đây, tôi phải đặt cái lệnh là đây. Khi bắt đầu vào start chương trình đấy, thì chúng ta vào luôn cái vòng lặp vô hạn lần. Vô hạn lần. Và kiểm tra nếu như người dùng nháy chuột, chúng ta dùng cả biến nháy chuột nhé. Nếu người dùng mà nháy chuột đó, người dùng mà nháy chuột thì chúng ta dùng cái mạo x mạo y chúng ta làm. Thì làm sao chúng ta tính toán luôn, đây tính toán luôn cái x y đây là tính cái mạo x và mạo y ở đây, được chưa? Nhưng ở đây và kiểm tra nếu như mà p lớn không thì ta mới làm. Nếu mà p mà lớn hơn không, đây. Nếu mà p lớn không thì chúng ta mới làm nhé. Đấy, nếu mà p lớn hơn không, đây. Nếu mà p là một số lớn hơn không thì chúng ta mới cho nó phát âm thanh. Thì chúng ta bật âm thanh. Đây, chúng ta bật âm thanh là play sound. Play sound bao giờ play sound theo cái thứ tự của cái là chỉ là cái ID. Đấy, đi vào đây này. Ở đây cho nó học liên tục, tôi phải có một cái lệnh nữa cho nó bảo đảm cho nó không bị lỗi. Chỗ này tôi để một cái lệnh lệnh wait ở đây. Wait ở đây là 0.1 0.2 giây gì đó cho nó yên tâm. 0.2 giây ở đây nhé. Tôi để nó vào sau này. Để cho nó chờ một chút. Chờ một chút trước khi mà sang phần tiếp theo. Đấy. Bây giờ thử cho bạn xem nhé, cho nó được không nhé này. Đây. Chưa được à? Đây không phải ID nhé, mà đây chính là P, xin lỗi. Đây là P chứ không phải ID. P. Đấy. Thế lại này. Ô, chưa được. Đợi tôi một chút nhé. Tôi kiểm tra, đợi một chút, tôi kiểm tra một chút, tôi cho cái P này ra ngoài, tôi kiểm tra ra đúng không nhé. P này. Mà không là sai nhé, chỗ này vẫn tính là sai nhé. Nhưng mà nếu mà mau down này. Nếu mà không phải là sai nhé, nó phải là ra một số lớn không, nếu chỗ này bị sai chỗ này. Đợi một chút tôi làm thử, cứ đợi một chút tôi làm cho nó hơi mới, tôi cho thêm một cái lệnh nữa cho nó kiểm tra một chút, nếu mà nó ra ngoài thì sao. Đây tôi làm đợi một chút, tôi cho nó ra ngoài, nếu mà x lớn không thì tôi play sao cái này, còn nếu không thì tôi cho nó chạy cái âm thanh pop ở đây cho nó bảo đảm là nó đúng nhé. Pop kiểm tra cho nó chạy chưa nhé. Đấy. Nào chị thử nào. Đấy. Ra ngoài hết nhân đâu đúng nhỉ? Đấy, chỗ này vẫn nhưng mà chỗ này bị sai đấy. Cờ cờ giờ bờ Để tôi một chút nhé, chỗ này bị sai chỗ nào đó đấy. Giờ giờ Bị lỗi. Để tôi một chút nhé. Thành 36 là sai này, nó chỉ là maximum nó làm là 20 29 thôi chứ. Đấy.
Để tôi một chút bị sai chỗ nào đó nhé. Sai ở cái lệnh tính lệnh đây này này, cái lệnh XY bị sai này. À đây là nhầm, đây là mao y nhé, nhầm đấy. Dễ bị sai lắm, đây là mao y đây. Đấy. Thì cho đúng rồi đấy nhé, làm lại này. A thá thớ. Đấy, bị đúng rồi nhé, tôi làm sai như này thôi nhé. Thá giờ. Vẫn sai à? Mao x mao y thớ. À, chỗ này bị sai này, chỗ này là thành 333 sai. Nó phải là 1 này. Chứ lấy 31 nhỉ. Thá thớ bờ 34 không đúng nhé. G. Để ra một chút. Vậy tính chỗ này bị sai, tính cái pin là bị sai. À đây, chỗ này y khỏi đây, khỏi y cái này nhé, y đây không phải chỗ này, đây sai, đây, y này cái này. Đấy. Đó. Lại nào. A. 1 này. Y. 29 đúng này. Ô. Đấy, bây giờ mới đúng rồi nhá, chỗ này bị sai, chỗ này là phải là y này, y này đấy. Nó dễ nhầm lẫn lắm. Y. Rồi, bây giờ đúng rồi đấy. Được chưa? Như vậy tôi vừa mới như vậy bên đây chúng ta hoàn thành rồi nhé, chúng ta hoàn thành được một cái chương trình ban đầu với cách 1 với cái bản 1 đấy. Các bạn thấy không, như vậy chúng ta làm rất cẩn thận thì mới ra được một cái bộ chương trình thôi. Và như vậy chúng ta có rất nhiều cái bản khác nhau. Như vậy là cái phần mềm của chúng ta là từ một cái bộ dữ liệu chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều kịch bản khác nhau nhé. Các bạn thấy như vậy là làm phần mềm nó hay chỗ đó, nó rất là đa dạng, rất là phong phú luôn. Bởi tôi vừa chỉ làm cho các bạn một kịch bản thôi, đã rất bất công rồi. Các bạn về nhà các bạn có thể làm thêm cái bản khác, chúng ta có thể viết thêm ra cái bản khác nữa và làm tập trung. Trước mắt chúng ta làm tập trung xung quanh cái bộ dữ liệu ban đầu là bộ dữ liệu bảng chữ cái đã. Còn tiếp theo chúng ta có thể làm thêm những cái bộ dữ liệu khác tùy các bạn nhé, các bạn sẽ bổ sung thêm và chúng ta có thể làm thêm các cái bộ dữ liệu nữa để tùy chúng ta sáng tạo ra. Nhưng mà tôi nói lại một lần nữa nhé, là cái phần tiếng Việt này là chúng ta mà dựa trên cái phần chính, bộ dữ liệu đầu tiên bắt buộc phải có là bảng chữ cái tiếng Việt. Cái bộ dữ liệu thứ hai khuyến khích nên làm là cái bộ dữ liệu là cái bảng ký tự thuần Việt hay là bảng chữ cái tiếng Việt mở rộng gồm có 89 chữ cái, và trong 89 chữ cái này thì chúng ta cần thiết là có 79 cái âm thanh thôi. Đấy. Tiếp theo nữa mà được hơn nữa là chúng ta sẽ khai thác cái phần âm vần. Âm vần thì rất dễ, gồm có âm vần và âm đầu. Phần này là phần rất phức tạp, phần rất là hay, nhưng mà nó khó hơn và nâng cao hơn. Thì tùy các cái nhóm các bạn có thể tìm hiểu sao, chúng ta cùng nhau trao đổi ở trên nhóm nhé. Mà tôi chỉ bày các bạn một buổi thôi, không nhiều hơn, vì chỉ bày nó rất là thời gian thì nó bao nhiêu cũng thiếu, nhưng mà chỉ chúng ta không nhiều thời gian, cho nên chúng ta sẽ bàn bạc với nhau trên nhóm là chính nhé. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn cái bộ dữ liệu 1 đã. Chúng ta cùng nhau bản thảo vào làm. Nếu nhóm nào mà làm thêm cái bộ dữ liệu khác thì hãy trình bày với tôi sẽ xem là được chưa? Được, chúng ta sẽ đưa vào và chúng ta cùng nhau làm thêm những cái ví dụ khác nhé. Như vậy dựa trên cái bộ gốc này chúng ta sẽ làm phát triển lên, và các nhóm cố gắng là tập luyện làm sao cho chúng ta làm ra càng nhiều kịch bản, càng nhiều phần mềm ứng dụng thì càng tốt, để đến hôm thi đó chúng ta có nhiều tư liệu, chúng ta có thể làm được rất nhiều cái ứng dụng theo yêu cầu của cái ban giám khảo đưa ra nhé. Thế đây là tôi trình bày đây là xong. Nếu các bạn có hỏi gì không, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ngay trên cái trang này nhé. Cái phần này thì là tôi gửi cho các bạn hết nhé, gửi lên nhóm cho các bạn xem hết nhé, toàn bộ cái phần mà tôi vừa làm, cả chương trình, cả dữ liệu tôi gửi cho các bạn hết. Nếu các bạn có hỏi không, chúng ta cùng nhau làm nào nhé. Vâng, rất cảm ơn thầy Hà đã một khoảng thời gian có rất là trình bày chi tiết dành cho các anh chị như các bạn thí sinh học sinh. Bây giờ các anh chị có câu hỏi gì thì có thể bình luận ở phần chat hoặc là bật mic để trao đổi trực tiếp với thầy ạ. Và xin chẳng kính mời các anh chị, các bạn thí sinh học sinh được không?
theo kế hoạch thì mình khi nào thi nhỉ em nhỉ? Em là Trung đúng không ạ? Hay tôi chơi với ai Trung Dạ đúng vâng ạ. không? Dạ vâng, kế khi nào hoạch mình mình thi thi sẽ vào ngày mình sẽ thi vào tháng 7 sẽ đầu tháng 7 ạ. À mùng 6 tháng 7 ạ. Tức là thi vòng sơ khảo hay là vòng chung kết đấy? Thi vòng khu vực ạ, khu vực theo ba miền ạ. Còn chung kết thì đầu tháng 8 ạ. Dạ. Dạ. Cái vòng này là không 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 có sơ khảo nhỉ, không có đúng không? Dạ cũng sẽ có một vòng sơ khảo với các thí sinh tự do đấy ạ. Vâng, còn các thí sinh các tỉnh thành sẽ đến thẳng vào khu vực luôn ạ. Dạ. Vâng ạ, xin mời thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh giơ tay ạ. Vâng, xin mời anh bật mic. Nãy em định hỏi cái câu mà chị trước chị mới vừa hỏi xong luôn đó, là cái bảng D1 này nó vẫn như đội tuyển của các bạn khác, đội tuyển các tỉnh thành là vẫn như các bạn khác luôn đúng không ạ? Là có nghĩa là chị bạn vẫn chỉ là tham gia từ vòng khu vực trở đi chứ sẽ không có tham gia chấm cái sơ khảo. Thì nãy chị kia chỉ hỏi mình nắm được ý rồi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ, thầy hai có một bạn hỏi trên phần chat là thầy ơi nhóm em có thể làm chương trình đơn giản hơn được không À được ạ? được chứ được chứ Vâng. thế là được rồi. Cái phần mà tôi là làm các bạn có thấy khó không, có thấy phức tạp không? Cái phần mà tôi vừa làm rồi là theo tôi là đơn giản nhất rồi đấy, nên các bạn có làm đơn giản hơn cũng được thôi, không sao cả. Dạ thưa thầy, cho em có một ý kiến, xin ý kiến được không ạ? Em có hỏi đi. Dạ, sáng giờ tụi em cũng có theo dõi các cái phần trình bày của thầy á, thì rất là hay và rất là nhiều thứ, nhiều cái kiến thức rất là hay. Như là thầy đã có những cái file mà như là các cái bộ bảng mã rồi các cái dấu á, thì có thể chúng em có thể được xin để remit lại được để làm được không ạ? Được, để tôi tìm. Tôi cũng có lung tung cả, mình phải tìm thôi. Không đủ hết đâu. Hiện nay là tôi không đủ hết tất cả, tôi cũng đã tìm lại và tôi gửi cho các bạn nhé. Dạ, vâng, Trước cảm mắt ơn là thầy ạ. các bạn có thể để đợi các bạn tìm mua cái cuốn sách mà tôi viết ấy, cuốn sách là mỏng mỏng ấy, thiết kế bài giảng, thiết kế phần mềm giáo dục 1 ấy, Volume 1 ấy, thì trong 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 cái đó, ở trong cuốn sách đó là nó có cái bộ dữ liệu số 2. Số Mới 2 làm là đấy 89 cái ký tự là nó có đủ. Có ạ. cái bộ mà liên quan đến âm đầu âm vần thì tôi cũng chưa tôi hay tôi chưa có đâu, tôi chưa tìm được, sẽ tìm được hoặc tự làm lấy. Các bạn cũng làm lấy được mà, tự thu âm được, tự làm lấy được. Sáng nay thầy có demo đấy ạ, cái file mà làm các cái bảng mã trận đó để mà ráp các chữ cái vào đấy ạ. Dạ, có thể cho chúng em xin để tự mày mò làm thêm ạ. Được được, Em cảm ơn. Tôi sẽ gửi lên nhóm Zalo nhé. Dạ vâng, cảm ơn Các bạn thầy. chưa vào nhóm Zalo của mà đấy Zalo kia. Sau đó thì tôi sẽ gửi lên nhóm Zalo thôi. Cái nhóm Zalo là nhóm mà tất cả những bạn nào mà tham gia cái bảng D1 chúng ta cùng nhau trao đổi từ giờ cho đến tháng 7. Trao đổi thoải mái nhé, trao đổi với tôi đi. Trao đổi chúng ta các bạn có thể làm thử cho tôi xem chính xác nào đó tùy, chúng ta trao đổi với nhau, xem với nhau thoải mái mà. Lát nữa tôi sẽ khi mà xong tôi gửi ngay lên nhóm cái phần đấy, cái phần mà tôi vừa làm cho các bạn xem, các bạn tham Dạ khảo thấy. Vâng, em thấy bạn Trần Bảo Kiên giơ tay ạ. Bạn cứ bật mic để trao đổi thầy. Anh Trung ơi, cho mình hỏi tí xíu. Các bé được đem tài liệu theo thì mình có mở internet trong vòng 15 phút thì các bé sẽ truy cập vô cái RAS online để mà đao về. Nhưng mà trong trường hợp nó có trục trặc thì các bé có thể dùng USB theo được không? Vâng, một số cái nội dung liên quan đến thẻ lẻ thì ban tổ chức sẽ có thông báo chi tiết vào các lịch thi ạ. Cái đấy thì ban tổ chức sẽ cân nhắc xin ý kiến và sẽ có thông tin chi tiết vào trong quy chế thi ạ. Vâng. Tôi nghĩ là được đấy bạn ạ, tôi nghĩ là được đấy. Vâng ạ. Nói chung Vâng là vâng. học sinh đi vào phòng thi thì mang theo một cái USB nhưng đừng mở ra. Vâng. Khi nào mà chẳng hạn ví dụ như là nó trục trặc internet hoặc là không không tải về được khi nào đó thì học sinh xin phép
xin phép cái cán bộ coi thi ấy, là xin phép là em được copy từ USB được không, thì người đó đồng ý thì em sẽ làm, không em không tự làm, tự làm là sẽ bị vi phạm để quy nhé. Và chúng em sẽ cân nhắc để đưa vào quy chế thầy ạ. Quay hỏi gì nữa không nhỉ?